Trong man hoang thế giới, sâu trong một phiến rừng rậm nguyên thủy bên cạnh lãnh địa mộc tộc, tại mười mấy ngọn tháp cao và một bức tường thành màu trắng hợp thành một cứ điểm đường kính vài dặm. Bên trong cứ điểm là ma khí quay cuồng, mơ hồ có thể thấy được từng đội phi giáp ma tộc đang tuần tra trên tường thành, mà trên bầu trời cứ điểm, một đại động đen thui rộng cỡ một mẫu như ẩn như hiện trong ma khí, đúng là một trong những tiết điểm giao giữa ma giới và linh giới. Bất quá, tiết điểm này so với mấy tiết điểm bên nhân tộc thì đúng là nhỏ hẹp vô cùng, căn bản không đáng nhắc tới. Mà đám ma tộc tuần tra cũng bình thường, tu vi thấp, dường như không phải tinh nhuệ ma tộc chính thức. Điều này cũng rất bình thường, tiết điểm nhỏ như thế hiển nhiên không thể nào đóng nhiều quân để bảo vệ. Đây cũng là do số lượng tiết điểm bên khu vực mục tộc vượt xa khu vực nhân yêu lưỡng tộc, nếu không cũng không gặp phải cứ điểm ma tộc ở chỗ này. Bất quá, dựa theo vô số cây cối cháy đen thui bốn phía cùng với vô số hố to trên mặt đất thì có thể nhìn ra nơi đây đã trải qua tranh đấu không ít, nhưng thất bại hiển nhiên không phải thuộc về bên ma tộc. Đương nhiên đây cũng là do những thế lực lớn của một tộc căn bản không coi trọng tiết điểm nhỏ như thế mà chính thức đem lực lượng hướng về những tiết điểm to lớn khác, nơi có thể chính thức uy hiếp sinh tồn của một tộc. Nhưng đối với một số thế lực nhỏ bản địa một tộc thì tiết điểm này lại giống như cái gai trong mắt, như rằm trong thịt, tự nhiên không nhổ không cam tâm, cho nên cứ cách một đoạn thời gian, bọn họ liền tổ chức một đám nhân thủ tấn công một lần. Đáng tiếc, lần nào cũng thất bại trong gang tắc mà cứ điểm ma tộc tại thiết điểm này lại không ngừng bổ sung lực lượng, ngược lại bày ra xu thế càng đánh càng mạnh. Điều này khiến một số thế lực mộc tộc gần đó lâm vào khủng hoảng, số lần tấn công càng lúc càng thường xuyên. Một ngày kia, sâu trong rừng cách cứ điểm này hơn 10 dặm, từng đội nhân ảnh mộc tộc mặc mộc giáp hai màu vàng xanh quỷ dị xuất hiện, dùng một độn thuật chậm rãi tiến về phía cứ điểm ma tộc. Đám người mộc tộc này mặc dù tu vi không đều, nhưng đều hành động trong im lặng, bộ dáng đã được huấn luyện kỹ càng. Trong đám người, một lão giả luyện hư kỳ và một cặp trung niên nam nữ hóa thần hậu kỳ là có tu vi cao nhất, rõ ràng là người dẫn đầu. Ba người chẳng những dùng độn thuật đi trước đoàn người mà thỉnh thoảng còn truyền âm cẩn thận nói chuyện với nhau. Trúc lão, lúc này đây cảm ơn ngươi ra tay, chỉ cần có thể giúp chúng ta phá hủy cứ điểm ma tộc này thì mấy nhà chúng ta sau khi trở về nhất định sẽ cảm tạ xứng đáng. Trung niên nam tử khuôn mặt thanh tú kia rất cảm kích nói với lão giả. Không có gì, lão hủ bản thân là một thành viên trong một tộc, bỏ ra chút khí lực đối phó với ma tộc cũng không tính là gì. Bất quá, lần này ta mạo hiểm lặn lội đường xa tới đây, ở nhà không có ai tỏa chấn nên cực kỳ nguy hiểm, trận này phải tốc chỉ yến tốc thắng. Lão giả lắc đầu, dường như có chút lo lắng. Chúc lão yên tâm, lần này mấy nhà chúng ta cơ hồ đều xuất toàn lực, quyết định đánh một trận cuối cùng. Lần trước chúng ta chỉ đánh thử để dò xét, tu vi cao nhất trong cứ điểm ma tộc bất quá chỉ là bốn tên cao dai ma tộc hóa thần kỳ có chúc lão ra tay giải quyết bọn chúng khẳng định không thành vấn đề nữ tử mộc tộc bên cạnh ra thịt tái nhợt trên mặt không có một chút huyết sắc cũng thấp giọng truyền âm nói ơ ờ, nếu thật sự chỉ có mấy tên cao dai ma tộc đó thì toàn bộ giao cho lão phu là được đám người các ngươi trước tiên ra tay hủy diệt tiết điểm kia đám ma tộc còn sót lại cho dù chạy thoát cũng không gây ra phiền phức gì lão giả gật đầu nhưng lại lo lắng ra lệnh được cứ dựa theo lời chúc lão nói chờ sau khi chúng ta hủy diệt được tiết điểm nọ liền quay trở lại giúp chúc lão tận lực đánh chết mấy tên cao dai ma tộc kia. Đôi nam nữ một tộc sau khi nhìn nhau một cái, liền đáp ứng nói, lão giả nghe vậy, vẻ mặt lúc này mới hỏa hoãn. Tiếp theo ba người lại cúi đầu thương thượng vài câu, sau đó yên lặng chuyên tâm dẫn đoàn người tiến về phía trước. Nhưng vô luận là ba gã cao dai mục tộc hay mấy ngàn mục tộc nhân bình thường phía sau đều không ngờ trong một đám mây mù trên trời, một đôi linh mục chấp động thanh mang đang thản nhiên nhìn bọn họ. Chủ nhân Linh Mục là một thanh niên mặc thanh sam, tuổi chỉ vừa hơn 20, đúng là hân lập đã không xuất hiện mấy tháng nay. Giờ phút này hắn một bên đánh giá đội ngũ mộc tộc bên dưới, một bên nhìn về phía cứ điểm ma tộc ở xa, trên mặt lộ ra vẻ như nghĩ tới điều gì đó. Đột nhiên Hàn Lập mỉm cười, thân hình thoáng một cái liền trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo thanh ảnh mờ nhạt như không khí, thoáng cái liền bay ra khỏi đám mây, chậm rãi theo sát đám người mộc tộc bay về phía cứ điểm ma tộc, chương 1965, lẻn vào. Sau nửa khắc, sâu trong rừng rậm gần cứ điểm ma tộc đột nhiên phát ra từng trận thét dài, một phiến túy quang theo đó chấp động một trận, hơn trăm cự đại mộc nhân cao hơn 10 trượng bóng từ trong rừng bước ra chạy như bay về phía cứ điểm ma tộc. Theo sát đám cự nhân này là mấy ngàn tên mộc tộc nhân dẫm lên đủ loại pháp khí phi hành sông lên. Từng cây mâu gỗ và cung tên hiện lên trên tay bọn họ, nhấc tay một cái, vô số thúy mang bắn về phía cứ điểm. Vô luận mâu gỗ hay mũi tên, tất cả đều trong nháy mắt khi rời tay liền biến lớn gấp mấy lần. Quang mạc phòng hộ bên phía ma tộc nhất thời bộc phát ra vô số quang đoàn chói mắt, nổ ầm ầm không dứt. Lúc này, hơn trăm cự đại mộc nhân cũng phóng tới trước cứ điểm, hai tay thoáng một cái trực tiếp hóa thành từng đạo cự đại thiết trùy chấp động bạch quang, điên cuồng đánh xuống quang mạc. Phanh phanh, quang mạc kịch liệt chấp động, chỉ chốc lát liền vỡ vụn. Cả quá trình duy trì trong thời gian không quá mấy lần hô hấp phía ma tộc liền phản ứng lại, nhất thời tiếng cảnh giới xé gió liên tiếp từ đầu cứ điểm vang lên, từng phiến hắc mang đồng dạng từ trên tường cứ điểm phóng xuống như mưa bao phủ tất cả một tộc nhân bên dưới. Trong lúc nhất thời, đại chiến diễn ra cực kỳ kịch liệt. Hắc mang và thúy quang đan xen vào nhau, tạo thành quang võng thật lớn giữa bầu trời cứ điểm, thanh âm vang vọng không ngừng. Đám cự đại mộc nhân nhìn như ngu ngốc chậm chạp, nhưng bản thân lại cứng cỏi vô cùng, công kích của ma tộc bình thường chỉ lưu lại trên người một vết xước, căn bản không thể tạo thành thương tổn chính thức với chúng. Chỉ một lát này, chúng liền lao lên tường thành đánh thủng mấy lỗ lớn, không hề sợ hãi lao vào. Những mộc nhân này dường như có thần lực trời sinh, hai tay biến thành cự trùy vũ động, đem tất cả ma tộc ngăn cản phía trước đánh cho huyết nhục tứ tung, một hơi dẫn theo một tộc nhân khác xông vào đám ma tộc. Bất quá, điều này đã chọc giận tồn tại cao dai trong ma tộc. Một gã cao dai ma tộc hét lớn một tiếng, nhất thời từ trong cứ điểm phát ra mấy tiếng gầm rú trầm thấp, hơn mười mấy con tê như ma thú xông ra. Đám ma thú này hai mắt màu đỏ, miệng phun ra từng đạo bạch sắc quang trụ, chợt lóe liền đánh lên trên người đám cự nhân. Nhất thời mười mấy mục nhân bị đánh tơi tả, thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Chúng bị quang trụ bắn chúng, trên người bất ngờ xuất hiện vô số lỗ thủng khổng lồ. Sau một khắc, những mục cự nhân khác liền phóng về phía đám cự thú. Đám siêu cấp ma thú cũng không chịu yếu thế, chúng nhất tề cúi đầu hóa thành một cỗ cuồng phong phóng đi, trong nháy mắt liền va chạm với hơn trăm mục cự nhân. Tiếng hống ninh, tai nhức óc nổi lên, hai bên nhất thời rằng có bất phân thắng bại. Đồng thời, trên trời cao cách mặt đất mấy ngàn trượng, lão giả và trung niên nam nữ mộc tộc đang cùng bốn gã ma tộc rằng co. Hừ, ta đang tự hỏi sao lá gan các ngươi lại lớn như vậy, hóa ra là mời viện binh tới. Cũng tốt, giết lão gia hỏa này chắc hẳn xung quanh đây cũng không còn tên cao dai mộc tộc nào khác. Một gã cao dai ma tộc bộ dáng như gấu chó thật lớn, trên mặt đầy lông đen, ánh mắt sau khi đảo qua trên người lão giả, không những không kinh hoàng mà ngược lại còn lộ ra một tia dữ tợn nói vừa nghe ma đầu này nói như thế sắc mặt đôi nam nữ một tộc hơi đổi nhưng thần sắc lão giả vẫn như thường không biến sắc mà ngược lại thản nhiên nói một câu chỉ bằng vào mấy tên hóa thần kỳ các ngươi mà lại dám khoác lác như vậy để lão phu xem thần thông của các ngươi rồi nói sau bốn người bọn họ không được vậy còn bổn tọa thì thế nào bất chợt không gian ầm ầm ba động một đạo hắc ảnh chợt lóe xuất hiện ở giữa bốn gã cao giai ma tộc lạnh lùng nhìn về phía đối diện là một nam tử đầu có hai sừng một thân tạo bào khuôn mặt âm lãnh đôi mắt hình tam giác nhỏ xíu tản ra vẻ tàn nhẫn lão giả mộc tộc phía đối diện sau khi đảo thần niệm qua trong lòng nhất thời trầm xuống tên cao giai ma tộc vừa mới xuất hiện này bất ngờ lại là tồn tại luyện hư hậu kỳ so với cảnh giới luyện hư sơ kỳ của hắn thì còn muốn cao hơn hai bậc hắn có đến tám chín phần không phải là đối thủ mà đôi nam nữ một tộc nọ mặc dù không cách nào nhìn ra tu vi cụ thể của tên ma tộc kia, nhưng cũng có thể cảm giác được khí thức của hắn so với lão giả còn mạnh hơn vài phân, khuôn mặt nhất thời biến đổi khó coi dị thường. Tuần sử đại nhân, may mắn là người giá lâm chỗ này, nếu không thật đúng là phiền toái lớn, mấy tên một tộc nhân này chính là kẻ cầm đầu lực lượng đối kháng phụ cận, phiền đại nhân ra tay tương trợ. Tên ma tộc bộ dáng gấu cho kia cung kính không người nói với tạo bào nam tử. Hắc hắc, nếu chỉ có ba tên này, chút tu vi như thế thì bổn tỏa tiện tay đều có thể tiêu diệt toàn bộ. Nếu bổn tỏa đã gặp, hiển nhiên sẽ không để bọn họ chạy mất. Song giác nam tử sau khi cuồng tiếu một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, nói. Hai vị đạo hữu tình hình không ổn, lát nữa ta liều mạng cuốn lấy lão ma này, các người lập tức dẫn những người khác chạy trốn, có thể chạy được bao nhiêu thì chạy. Một tộc lão giả sau khi hít sâu một hơi miễn cưỡng kiềm nén kinh hãi trong lòng, môi vừa động liền nhanh chóng truyền âm cho đôi nam nữ. Chúc lão, Ngươi ngàn vạn lần không nên liều mạng với lão ma kia, lát nữa nếu có cơ hội thì nhất định cũng phải bỏ chạy. Đôi nam nữ một tộc nghe vậy thầm dùng minh, nam tử mộc tộc vội vàng truyền âm dặn dò một câu. Lão giả ngưng trọng gật đầu thì không nói thêm gì, ngược lại hai tay áo vừa độc, mười mấy khối thanh sắc một cầu từ đó bay ra, chớp một cái liền hóa thành vô số thanh sắc quang đoàn phóng về phía đối diện, đem năm ma đầu bao phủ vào trong. Muốn chết, tạo bào ma tộc sắc mặt lạnh lẽo hét lớn một tiếng, hai sừng chợt đại phóng hồng quang, vô số xích ti từ trong đó phun ra, mỗi một đạo đều chuyển xác đánh lên một đạo thanh sắc quang đoàn, chợt lóe liền xuyên thủng qua. Nhưng không chờ ma đầu này đắc ý, sau một trận tiếng nổ giòn tan truyền đến. Tất cả thanh sắc quang đoàn chợt lóe đồng thời nổ tung ra, linh quang dư âm cực kỳ chói mắt. Trong lúc nhất thời, năm ma đầu chỉ cảm thấy hai mắt đau nhức một trận, theo bản năng đều nhắm mắt lại. Nhân cơ hội này, đôi nam nữ một tộc thân hình hơi mơ hồ một cái, phân biệt hóa thành hai đạo thanh hồng bắn về phía sau, đồng thời phát ra hai tiếng huyết dài. Năm ma đầu thất thần bất quá chỉ trong tích tắc, chỉ một lát sau liền khôi phục như thường, hiển nhiên cực kỳ giận dữ. Ta muốn đem ngươi phanh thây vạn đoạn, trừ hồn luyện phách. Bốn người các ngươi đuổi theo hai tên kia, lão gia hỏa này cứ giao cho bổn tọa tự mình xử lý. Tạo bao nam tử gầm lên giận dữ, hai tay trà sát một cái, một cỗ hắc sắc ma khí từ trên người bốc lên, xoay một cái liền mơ hồ ngưng tự thành một ma tướng hai đầu. Ma tướng này toàn thân có chút mơ hồ không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình thái đại khái mà thôi. Sau khi ma tướng vừa hiện liền hống lên một tiếng quái dị rồi hung hăng đánh về phía lão giả đối diện. Lão giả mộc tộc thế nhưng lại vô cùng chấn định, há miệng phun ra một đạo hoàng sắc kiếm quang, hóa thành một đạo kiếm mạc bảo vệ nghiêm ngặt toàn thân, bộ dáng không muốn công, chỉ muốn thủ. Ngay cả khi ma tướng vô cùng hung ác, vừa tiếp xúc với kiếm quang liền chiếm được thượng phong, nhưng lại không có cách nào lập tức công phá kiếm quang đánh chết lão giả. Về phần bốn ma tộc hóa thần kỳ còn lại mắt thấy cảnh này, sau khi hơi do dự liền hóa thành từng luồng hắc phong đuổi theo hai đạo thanh hồng phía xa. Đồng thời, những mục tộc nhân đang công kích phía dưới sau khi nghe được hai tiếng huyết dài, đầu tiên là lộ ra vẻ giật mình, nhưng tiếp theo lại không chút do dự phóng ngược về phía sau. Bên ma tộc nào dễ dàng thả những mục tộc nhân này rời đi? Đúng lúc này, từ trong cứ điểm trượt bộc phát một tiếng thét dài, đại quân ma tộc theo đó từ bên trong cứ điểm ào ào tuôn ra truy đuổi theo đám mục tộc nhân mà hơn trăm tên cự đại mộc nhân lại bị đám cự đại ma tê cuốn lấy, căn bản không thể thoát thân ra được. Phạm vi mấy dặm xung quanh cứ điểm, nhất thời trở thành một mảnh hỗn loạn. Những tất cả đều không chú ý tới, thừa dịp chiến trận đang hỗn loạn, một đạo thanh ảnh mờ nhạt chợt lóe xuất hiện gần thiết điểm, thanh quang thu liếm hiện ra nguyên hình. Rõ ràng là Hàn Lập thi triển thuật ẩn nặc, tiết điểm này bị một tầng hắc khí bao trùm, có hơn trăm tên ma tộc và mười mấy chiến thuyền bảo vệ bên rìa ma khí. Bọn họ rõ ràng so với đám phía dưới thì tinh nhuệ hơn nhiều, đối với đại chiến phía dưới không hề có phản ứng chút gì, Thủy Trung nghiêm nghị đứng canh gác. Hiện tại, những ma tộc này vừa thấy trước mắt xuất hiện một ngoại nhân, hiển nhiên thất kinh một trận, nhưng chưa chờ bọn hắn có phản ứng gì thì Hàn Lập đã phất một tay lên, hơn 10 khẩu thanh sắc tiểu kiếm bay ra, thoáng mơ hồ liền hóa thành mấy trăm đạo thanh ti xẹt qua hư không. Sau một khắc, đám ma tộc kể cả chiến xa liền bị thanh sắc kiếm ti chém thành muôn mảnh. Lúc này, Hàn Lập lại há miệng phun ra một đoàn ngân diễm, ngân diễm vừa ra liền nổ tung ra, hóa thành vô số ngân hoa bắn đi, hai cốt đám ma tộc và phi xa bị ngân diễm bắn tới nhiễm, nhất thời phốc phốc mấy tiếng liền trực tiếp biến mất trong không khí. Tiếp đó, Hàn Lập bắt đầu bắt quyết niệm chú, ngoài thân theo đó mà hiện ra một tầng ngũ sắc quang hà, thân hình chớp một cái liền trực tiếp phóng vào trong ma khí cuồn cuộn. Nói cũng kỳ quái, ma khí trong cấm chế vừa tiếp xúc với quang hà trên người Hàn Lập liền chợt lóe biến mất. Trong nháy mắt, Hàn Lập liền xuyên thủng ma khi mà qua, trước mặt xuất hiện một tiết điểm rộng vài mẫu. Tiết điểm này đen thui, có từng trận hắc phong từ trong ma khí tuôn ra. Hàn Lập thấy cảnh này, thần sắc vừa động, lần đầu tiên vẻ mặt ngưng trọng, nhưng sau khi tự định giá, đột nhiên cắn răng vỗ lên người một cái. Ngoài thân quay cuồng hắc khí, một kiện ma giáp tạo hình cổ xưa lập tức phủ lên người. Tay hắn bắt quyết thúc dục, vô số hắc sắc phù văn từ trên giáp này tuôn ra, hoàn toàn bao phủ thân hình vào trong. Hàn Lập bỗng nhiên lắc người một cái, ngoài thân tỏa ra hà quang cực kỳ huyễn lệ, biến ảo thành một đầu ngũ sắc thiên phượng cực lớn. Cả người thiên phượng tản ra một loại khí tức cực kỳ uy nghiêm, hai cánh vỗ nhẹ một cái, hư không phụ cận theo đó mà khẽ ba động một trận, nhất thời hắc phong đang thổi tới đều tan biến. Tiếp đó, thân hình thật lớn của thiên phượng vừa động liền tiến thẳng vào trong hắc động. Chương 1966, băng hà dưới đất. Trong hắc động chợt lóe ngũ sắc hà quang, thân ảnh thiên phượng liền biến mất không thấy lấy thiên phú thần thông không gian của bản thân thiên phượng, cộng thêm kinh nghiệm hàn lập nhiều lần tiến vào khe không gian, hiển nhiên sẽ không để tâm đến tiết điểm ma tộc này. Ngay cả ma tôn bình thường cũng có thể phá giới mà đến, hắn thông qua tiết điểm này chắc cũng không có chuyện gì. Duy nhất khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ có lẽ chính là sợ đầu bên kia của tiết điểm có tồn tại đỉnh cao nào đó của ma tộc, hẳn là vừa chui ra là phải đánh nhau một trận. Bất quá lấy kích cỡ của tiết điểm này mà nói thì khả năng kia cực kỳ thấp, cơ hồ có thể bỏ qua. Quả nhiên Thiên Phượng nghênh đón ma phong được một lát, sau khi liên tiếp phá khai mười mấy vách ngăn do không gian chi lực hình thành, phía trước bỗng nhiên sáng ngời. Hàn Lập mừng rỡ, Thiên Phượng sau khi dùng sức vỗ cánh một cái, ngoài thân chợt lóe hà quang, thân hình thoáng cái liền trở nên mờ nhạt không thấy. Ở một đầu kia tiết điểm bất ngờ lại là một phiến hôi sắc sa mạc. Trên mặt đất đối diện với tiết điểm là hai trạm canh gác thẳng tắp màu đen, bên trong mơ hồ có mười mấy vệ sĩ ma tộc đang nhìn về phía tiết điểm. Sau thời gian vài lần hô hấp, không gian chi lực thu lại, thiên phượng liền vô thanh vô tức chợt lóe xuyên qua tiết điểm, thoáng một cái liền trực tiếp độn xa hơn trăm trượng, biến mất vào hư không. Vệ sĩ ma tộc trên hai tòa kiến trúc màu đen này tu vi cao nhất cũng chỉ là nguyên anh kỳ, hơn nữa thủ hộ tại nơi này nhiều năm vẫn chưa từng có chuyện gì phát sinh, tâm trí sớm đã trở nên thả lỏng, căn bản không phát hiện ra điều gì dị thường. Thiên phượng chợt lóe hiện lên cuối chân trời, ngoài thân sau khi lưu chuyển hà quang mở nhạt bỗng biến ảo thành hình người. Hàn lập khẽ thở dài một hơi, xoay người lại nhìn về phía tiết điểm ở xa, thần sắc có chút khác thường. Lúc này đây, lẻn vào ma giới không ngờ lại thuận lợi như vậy, mấy chuẩn bị ban đầu cũng không dùng tới. Hàn Lập hiển nhiên cực kỳ may mắn, lúc này hắn mới đánh giá khắp nơi, trong truyền thuyết về ma giới của nhân tộc, đây được xem là nơi núi đao biển máu, chém giết liên miên. Nhưng, trước mắt hắn lúc này chỉ có cao màu vàng nhạt, không có một chút gợn mây nào, hết lần này tới lần khác lại có ba mặt trời màu đỏ ngoại trừ điều đó ra thì cảnh sắc còn lại cũng không khác gì so với linh giới mà điểm khác biệt duy nhất chỉ là linh khí nơi này thưa thớt hơn linh giới rất nhiều trong hư không thản nhiên phiêu đáng ma khí bất quá ma khí nơi này cũng không rõ ràng nếu không cẩn thận để ý thì thậm chí không thấy điều này lại càng khiến hàn lập có chút ngoài ý muốn bất quá chuyến đi này không phải để nghiên cứu ma giới mà là có mục đích quan trọng khác cho nên sau khi quan sát sơ một lượt hắn liền lầm dầm niệm chú, theo đó ma giáp trên người lần nữa hiện lên, cũng tuôn ra lượng lớn ma khí đen kịt bao phủ thân hình hắn vào trong. Chưa dừng ở đó, hắn tiếp tục bắt quyết, đem khí thức nhân tộc trên người nhất thời thu lại không còn chút gì. Hàn lập quát khẽ một tiếng, trên người hiện ra lân phiến màu vàng nhạt, ma khí trên người đảo một cái liền biến thành màu tối đen, đồng thời hắc mang trên trán chợt lóe, yêu mục thứ ba chấp động hiện lên. Hàn lập sang rộng tay chân, khẽ mỉm cười. Hiện tại, Khí tức của hắn đã hoàn toàn cải biến thành khí tức của cao giai ma tộc, chỉ cần không gặp phải ma tôn cùng giai thì chắc hẳn không ai có thể dễ dàng nhận ra thân phận nhân tộc của hắn. Biến thân xong, Hàn Lập không dám trì hoãn ở nơi này lâu, ma khí gần đó quay cuồng một trận, lập tức hóa thành một đoàn hắc phong cuồn cuộn bay về phía xa. Sau một khắc, hắn liền bay ra khỏi phiến sa mạc tới trên bầu trời một vùng núi rừng màu xám. Vừa tiến vào nơi đây, ma khí so với ban đầu ngưng tụ hơn mặc dù chỉ tăng thêm một chút nhưng cũng khiến Hàn Lập nhận ra phán đoán ban đầu của mình không sai. Trình độ tinh thuần của ma khí ớ ma giới quả nhiên cũng giống như linh khí ở linh giới. Không chút dừng lại, hắn tiếp tục thúc giục Hắc Phong bay đi. Cứ như thế, hắn phi hành suốt một ngày một đêm không ngừng nghỉ. Dọc đường đi, hắn chẳng những bay qua khu vực đồi núi mà còn xuyên qua một hồ nước lớn và mấy phiến sơn mạch liên miên cũng không biết nguyên bản ma giới vốn hoang vu hay là hướng đi của hắn không đúng mà một đường đi tới ngoại trừ gặp một số đê dai ma thú ra thì vẫn không đụng tới bất kỳ một ma tộc nào. Điều này khiến tâm tư Hàn Lập thả lòng đôi chút, giảm bớt vài phần cảnh giác. Đến ngày thứ tư, Hàn Lập sốt cục dừng lại trước một ngọn núi nhỏ quan sát mấy tên trung giai ma vật thân người đâu ngựa đang chém giết lẫn nhau. Đám ma vật kia tay cầm một côn, thân khoác gia thú cao hơn 10 trượng, bộ dáng vô cùng hung ác, nhưng dường như đã có linh trí nhất định sát một bên đó là một con hắc sắc ma thú hình thái phẳng phất cọp răng kiếm đang nằm không nhúc nhích. Hiển nhiên, đám ma vật này vì con mồi kia mà tranh đoạt đến mức ta sống người chết. Hàn lập thấy vậy liền mừng rỡ, lúc này hắc phong hạ xuống, tiện tay thả ra vài đạo kim sắc điện hồ đánh ngất mấy tên ma vật. Sau đó, đánh ra một chảo, một gã ma vật lập tức bị hút vào tay, năm ngón tay hướng thiên linh cái nắm chặt lấy. Hai mắt nhắm lại, hắc mang trên năm ngón tay chấp động liên hồi, nhất thời thi triển thủ pháp siêu hồn, bắt đầu dò xét ký ức của ma vật này quả nhiên gần đúng so với hắn dự đoán những ma vật này bất quá chỉ vừa mở ra linh trí mọi thứ vẫn còn vô cùng hỗn loạn căn bản không có gì nhiều để khai thác bất quá cũng may là khu vực mà hắn muốn tìm lại có trong đó mà bộ dáng lại không quá xa hàn lập thở dài một hơi kim hồ nhất thời xẹt một cái tên ma vật trong tay nhất thời bị điện quang bao phủ mà biến thành cho bụi không riêng như thế kim hồ sau khi bắn xuống một tiếng sét nổ ra biến tất cả ma vật đang hôn mê và thi thể ma thú kia thành cho bụi hắc phong nổi lên hàn lập thay đổi phương hướng tiếp tục phi hành về phía xa sau vài canh giờ khi đã thoát ly khỏi phiến sơn mặt trước mặt hắn chợt xuất hiện một cái hạp cốc thật lớn dõi mắt khó mà nhìn thấy phía cuối hắc phong tan đi thân ảnh hàn lập lần nữa xuất hiện hiện trên hư không hạp cốc lướt mắt nhìn xuống phía dưới chỉ thấy hạp cốc bên dưới rộng chừng mấy trăm trượng cuồng phong không ngừng gào thét cát vàng mịt mù bộ dáng sâu không lường được. Hàn lập phất tay lên, ngoài thân chợt lóe hôi sắc hà quang, không chút sợ hãi hướng đáy cốc rơi xuống. Cuồng phong vừa tiếp xúc với hôi sắc hà quang lập tức như trâu xuống biển, một đi không trở lại, nhưng càng đi xuống nhiệt độ lại càng thấp, hàn khí càng ngày càng dày đặc hơn, thậm chí ngay cả vách núi hai bên cũng ngưng kết thành một lớp xương trắng. Hàn lập hiển nhiên sẽ không sợ hãi chút hàn khí ấy, sau khi xâm nhập sâu hơn ngàn trượng, rốt cuộc cũng đến đáy hạp gốc. Kết quả phía dưới là một phiến lam quang, ngoài ra còn có một con sông băng dài hẹp. Theo lý thuyết thì nhiệt độ lạnh như thế thì nước sông bình thường hiển nhiên đã sớm đóng băng mới đúng. Nhưng bề mặt con sông này lại không có hàn băng nào mà bản thân nó chỉ lẳng lặng phát ra lam quang nhẹ nhẹ, hai bên bờ thì hoàn toàn trong suốt nhưng lại kết thành một lớp băng dày. Mà phía trên cao cách sông băng mấy chục trượng lại toàn là cuồng phong gào thét, phảng phất như hai thế giới khác nhau. Hàn lập huyền phù bên bờ sông một lát, ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu đáy con sông, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc hắc hắc sông này quả nhiên có chút cổ quái phía trên yên tĩnh như thế nhưng phía dưới lại chảy cuồng bạo giống như thác nước hẳn là con sông nối thẳng vào sâu trong trong đất kỳ hàn chi lực nơi này dường như cũng có chút danh khí một hồi lâu sau hàn lập thu ánh mắt lại tự nói hai câu đúng lúc này đột nhiên phía trên phát ra hai tiếng hống hai đạo lam quang từ đó bắn nhanh ra tốc độ vô cùng nhanh chợt lóe liền tới trước mặt hàn lập đúng là hai con lam sắc phi xà toàn thân trong suốt đầu tam giác đầu có màu gà màu đen, vừa nhìn thì biết là độc vật vô cùng. Sắc mặt hàn lập trầm xuống, thân hình bất động, nhưng hai cánh tay chỉ mơ hồ liền bắt lấy hai lam sắc phi xà vào tay, không chút do dự bóp chặt. Hai con phi xà ngay cả kêu cũng không kịp phát ra, lập tức mất mạng. Hàn lập lại phất tay lên, đem thi thể phi xà ném xuống nước. Một màn kinh người xuất hiện, thi thể hai con rắn đầu tiên là phát ra một tiếng giòn tan, trong nháy mắt bị một lớp băng bao phủ, tiếp đó liền chậm rãi chìm xuống sông, trong nháy liền thoát khỏi tầm mắt. Hàn Lập thấy cảnh này hai mắt nhắm lại, bắt đầu dùng thần niệm cảm ứng dòng nước. Một lát sau, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, quả nhiên đã bị cuốn trôi, mặc dù không biết thông đến nơi nào, nhưng nghĩ chắc hẳn thứ bị ném xuống cũng khó có người phát hiện ra. Hàn Lập thì thào nói, tay lật lại, linh quang chợt lóe, một cái hộp gỗ trắng noãn nhu ngọc nhất thời xuất hiện trong tay. Thần sắc có chút không nỡ nhìn hộp gỗ, nhưng cuối cùng hắn vẫn cắn răng đem hộp gỗ trong tay ném xuống sông một màn tương tự xuất hiện trong nháy mắt hộp gỗ lập tức bị một lớp băng bao phủ sau đó từ từ chìm xuống nước hàn lập dõi mắt nhìn vào chỗ sâu trong dòng nước không nói lời nào nửa canh giờ sau hắn mới thở đài một hơi rồi thu ánh mắt trở lại vẻ tiếc nuối trên mặt cũng giảm đi vài phần giờ phút này cái hộp gỗ kia đã sớm bị sông băng dưới đất cuốn trôi mất tích mặc dù có chút đáng tiếc nhưng trong trấn ma tỏa còn có hai lão ma sớm ném xuống nó đi thì tốt đúng là tốt hơn nhiều Mặc dù không biết hai lão ma này có khả năng nhìn lại ánh mặt trời hay không, nhưng từ nay về sau bọn họ không dính dáng gì tới mình nữa. Bất quá, ma giới không phải là nơi có thể ở lâu, bản thân cũng nên trở về linh giới thì tốt hơn. Hàn lập thầm định giá như thế, lúc này không hề trần chờ gì nữa, thân hình xoay chuyển, ngoài thân tuôn ra hôi hà, hóa thành cuồng phong bắn lên trời cao. Đồng thời, trong không gian hộp gỗ sâu dưới sông băng, Sa Kỳ Cung đang ngồi xếp bằng trong một gian thạch thất hai tay bắt quyết, ngoài thân chấp động hắc bạch quang mang dường như đang vận công tu luyện cũng trong lúc này trong một thạch điện thần bí khác phong tàng ngồi ngay ngắn trên một bồ đoàn cũng hành động tương tự hai người này hiển nhiên không hề hay biết chuyện phát sinh bên ngoài hộp gỗ nếu không hơn phân nửa là đã đứng dậy mắng to hàn lập dù sao đi chăng nữa hành động hàn lập cẩn thận làm ra lò ai sự tình này vô tình lại lật đổ mưu đồ chiếm đoạt một nửa hỗn độn nhị khí khác của hai người trong lúc nhất thời đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ chương 1967, hành trình trở về và ma tộc chi mê. Con đường trở về của Hàn Lập cũng vô cùng thuận lợi. Vì toàn lực phi hành nên một ngày sau hắn liền lần nữa trở về phía sa mạc màu vàng kia, lần nữa nhìn thấy tiết điểm không lớn của ma tộc. Từ xa nhìn lại, lối ra trôi nổi ở trên cao vẫn bình thường, mười mấy tên vệ sĩ ma tộc nọ vẫn thành thật thủ vệ trong tòa kiến trúc, bộ dáng không có chút thay đổi. Hàn Lập thấy cảnh này cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Hắc khí ngoài thân sau khi tan đi, hắn lần nữa biến thành thiên phượng, hai cánh khẽ vỗ hóa thành một đạo hà quang mở nhạt bắn nhanh về phía tiết điểm. Sau khi chấp hiện vài lần độn quang liền trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng trở nên mở nhạt không thấy. Quá trình tiến vào không gian tiết điểm cũng vô cùng thuận lợi, không có chuyện gì phát sinh, thân hình theo đó mà biến mất vào trong tiết điểm. Không bao lâu sau, thiên phượng hóa thành một đoàn ngũ sắc hà quang tới lối ra bên kia linh giới, nhưng trong nháy mắt khi bay ra khỏi tiết điểm, khi thần niệm Hàn Lập vẫn như trước thả ra tìm kiếm lại cảm ứng được mọi việc không ngoài dự đoán, hắn không khỏi cười lạnh vài tiếng. Thiên Phượng Hà Quang đại thịnh, chợt lóe trực tiếp nhập vào trong thông đạo không thấy bóng dáng. Sau một khắc, hư không tại lối ra chợt xuất hiện không gian ba động, một đạo thanh sắc nhân ảnh không tiếng động hiện lên. Hàn Lập trực tiếp biến thành hình người xuất hiện nơi đó. Cơ hồ ngay khi hắn vừa hiện thân, một tiếng hét lớn công kích liền vang lên tại gần đó. Tiếp theo Bốn phía chợt vang lên từng tiếng nổ suy suy lớn, vô số hắc mang từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến, đồng thời trên cao nổi lên cuồng phong, mười mấy con ma cầm hai đầu từ trên trời lao thẳng xuống. Ngoài ra, trước mặt còn hiện ra thêm hai chiếc hắc sắc chiến thuyền dài hơn 10 trượng đang phun ra hai đạo quang trụ, chợt lóe liền tới trước mặt hắn. Gần lối ra tiết điểm này không biết từ khi nào đã được bố trí mấy trăm tên vệ sĩ ma tộc, thừa dịp Hàn Lập vừa xuất hiện liền phát động vây công như cuồng phong bạo vũ. Hàn lập đối với cảnh này dường như đã sớm đoán trước, đối mặt với thế công hung mãnh như thế, khóe miệng hắn ngược lại còn thản nhiên nở một nụ cười. Một tay áo đột nhiên phất về phía trước, hôi sắc hà quang cuồn cuộn từ hư không tuôn ra, thoáng cái liền hóa thành một tầng quang mạc trong suốt đem thân hình hắn bao phủ hoàn toàn vào trong. Tiếp theo, hắn căn bản không để ý tới quang trụ và hắc mang từ bốn phía bắn tới, năm ngón tay tùy ý vẫy vài cái về phía đám cự đại ma cầm. Tiếng xé gió nổi lên, mười mấy đạo thanh sắc kiếm quang từ đầu ngón tay chợt lóe bắn ra đám ma cầm đang lao xuống chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe linh quang chói mắt thân hình liền cảm thấy mát lạnh rồi bị chém thành hai khúc một cổ huế vỗ từ tàn thi ma cầm nhất thời đổ xuống mấy tên cao giai ma tộc quan sát ở xa nhất thời cực kỳ hoảng sợ phải biết rằng thân hình đám ma cầm hai đầu kia cứng như sắt thép pháp bảo bình thường không thể thương tổn tới chúng nhưng hiện tại lại dễ dàng bị chém chết như thế màn này thật sự rất kinh người mà càng khiến bọn chúng trợn mắt há mồm chính là vô số hắc mang bốn phía ngay khi đánh vào hôi sắc quang mạc xung quanh hàn lập liền chợt tiến nhập vào trong đó biến mất thì không còn có bất cứ phản ứng gì khác phảng phất như đã bị hôi sắc quang mạc hoàn toàn cắn nuốt không ổn là lão quái vật họp thể kỳ mau rút một gã cao giai ma tộc thất thanh la lên mấy tên cao giai ma tộc này đúng là đúng bốn gã ma tộc hóa thần kỳ và ma tộc hai sừng luyện hư kỳ mấy ngày trước vừa thống lĩnh đại quân đánh lui công kích của một tộc sau khi bọn họ đánh lui một tộc hiển nhiên phát hiện ra đám vệ binh trông coi tiết điểm bên này biến mất rất quỷ dị, hiển nhiên trở nên cực kỳ hoảng sợ. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng nếu tiết điểm thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì mấy người bọn họ hiển nhiên gánh trách nhiệm không nhỏ. Vì vậy, bọn họ sau một phen thương lược, chẳng những đưa tin cho đại doanh ma tộc đóng quân gần đây mà còn tự mình dẫn theo lực lượng tinh nhuệ lần nữa bao vây lối ra. Cách làm như thế có chút phi công, bọn họ nguyên bổn không nghĩ sẽ thật sự bắt được ai đó, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Hàn Lập chỉ ở ma giới không quá 2-3 ngày sau liền lập tức trở về, vừa đúng gặp phải vòng vây của bọn họ. Mấy người này lúc ban đầu vừa mừng vừa sợ nhưng sau khi ma tộc hai sừng nhìn ra tu vi chân chính của Hàn Lập, cả đám hiển nhiên bị hù tới hồn phi phách tán. Mấy tên cao giai ma tộc sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia, ma khí trên người nổi lên, hóa thành từng đạo hắc quang bắn nhanh về phía sau bỏ chạy. Cũng vì sợ kinh động Hàn Lập cho nên ngay cả thủ hạ bọn chúng cũng không thông báo một câu, nhưng thần niệm hàn lập cường đại ra sao, nếu đã sớm phát hiện mai phục bên ngoài, hiển nhiên cũng đã sớm nhìn thấy những ma tộc cầm đầu này. Trong nháy mắt, mấy tên ma tộc định thôi động đột quang liền bị một ánh mắt băng hàn quét qua. Muốn chạy sao, đừng có mơ, vừa dứt lời, cánh tay hàn lập khẽ động, một bàn tay trắng noãn như ngọc liền hư không chảo ra một cái. Mấy tên ma tộc chỉ cảm thấy không gian ba động một trận, một bàn tay ngũ sắc khổng lồ to hơn 10 trượng bỗng hiện lên, hung hăng chụp xuống. Mấy tên ma tộc này nhất thời cực kỳ hoảng sợ, một bên liều mạng thúc dục độn tốc nhanh hơn, một bên thả ra các loại bảo vật như phi đao phi kiếm đánh về phía cự thủ. Bọn họ dĩ nhiên không trông mong bảo vật của mình có thể chống lại được cự thủ, chỉ cần có thể ngăn cản một chút thì cơ hội đào tẩu cũng lớn hơn vài phần. Nhưng khiến cho mấy ma tộc này bất ngờ chính là ngay khi bảo vật đánh trúng cự thủ thì một tiếng phanh truyền tói. Ngũ sắc cự thủ nổ tung ra, linh quang cuồng thiểm hóa thành một phiến ngũ sắc hàn diễm rộng tầm một mẫu chỉ thấy ngũ sắc hàn quang cuốn xuống năm tên cao giai ma tộc trong khoảnh khắc biến thành từng khối băng di động lúc này những ma tộc bình thường đang vây công xung quanh hàn lập mới phản ứng lại theo đó mà đại loạn một trận chưa chờ bọn chúng bỏ chạy hàn lập lại phất hai tay ra vô số thanh sắc tiểu kiếm tuôn ra chớp cái hóa thành từng đạo thanh sắc kiếm quang dập trời sau khi khẽ quát một tiếng hàn lập hai tay bắt quyết kiếm quang liền lấy khí thế phô thiên cái địa bắn nhanh về bốn phương tám hướng sau thời gian một chén trừ nhỏ cả cứ điểm ma tộc đã không còn bất cứ một sinh mạng nào tồn tại. Sau đó, bầu trời cứ điểm chợt xuất hiện một đảo thanh hồng, sau khi đảo trên trời một vòng liền bay thẳng về hướng nhân tộc. Mấy ngày sau, thám tử do một tộc phái tới mới phát hiện ra kinh biến nơi đây, hiển nhiên vừa mừng vừa sợ. Sau khi dò xét một phen, đánh giá không có cạm bẫy nào, thì đám thám tử liền nhanh chóng trở về bẩm báo. 7-8 ngày sau, cứ điểm ma tộc đã bị một tộc mạnh mẽ chiếm lĩnh, bắt đầu bố trí đại trận huyền diệu tại lối ra tiết điểm, ý định hoàn toàn phòng ấn nơi này lại. Bất quá, tất cả những việc này đều không còn liên quan tới Hàn Lập nữa. Giờ phút này hắn đang một bên lặng lẽ luyện hóa hỗn độn nhị khí trong cơ thể, một bên tiếp tục bay nhanh về hướng nhân tộc. Hỗn độn nhị khí kia không hổ danh là thiên địa linh vật, mặc dù chỉ luyện hóa một phần nhỏ nhưng cũng khiến pháp lực hắn tăng lên rất nhiều, lợi ích quả thực không nhỏ. Phỏng chừng khi hắn về đến nhân tộc thì cũng đã luyện hóa xong, tu vi có thể đạt tới cảnh giới hợp thể trung kỳ đại viên mãn. Kể từ đó, hắn có thể tiến hành đột phá hậu kỳ. Đáng tiếc lần đột phá này phải có sự trợ giúp của Băng Phượng, nếu không dựa theo ý định Hàn Lập thì không bằng trực tiếp ở lại Man Hoang thế giới đột phá sẽ an toàn hơn. Dù sao hiện tại khắp nơi ở nhân tộc đều là ma ảnh, không phải là nơi an toàn. Trong lòng Hàn Lập tự định giá như thế, chỉ có thể bất đắc dĩ không ngừng bay đi. Mà trong lúc nhất thời, trên tường thiên uyên thành của nhân tộc, từng đội tu sĩ nhân tộc xếp hàng nghiêm chỉnh liều mạng thúc giục bảo vật trong tay công kích về phía đại quán ma tộc ở bên ngoài cấm chế. Một trận đại chiến vô cùng kịch liệt đang diễn ra, mà một cảnh tương tự cũng đang diễn ra tại bên phía thành trì của yêu tộc. Cứ cách một thời gian, đại quân ma tộc liền trở nên vô cùng hung mãnh, bắt đầu không tiếc hao tổn nguyên khí mà phát động công kích với hai tòa thành quan trọng của hai tộc. Điều này khiến nhân yêu lưỡng tộc tổn thất rất nhiều nhân thủ, không ít tồn tại chung, đề dài đều chết trong kịch chiến thậm chí tồn tại cao dai ngoài hợp thể kỳ cũng bắt đầu xuất hiện thương vong điều này khiến thần kinh hai tộc căng thẳng vô cùng dựa theo thường lệ của những lần ma kiếp bộc phát trước kia những thành thị này nếu có thể ngăn được thế công của đại quân ma tộc trong vòng vài năm thì sau đó liền vô sự cho nên những thành thị này hiển nhiên cũng xuất ra tất cả thủ đoạn đau khổ chống đỡ hy vọng vào một ngày kia tươi sáng nhưng không ai biết đến tại một đảo nhỏ thần bí giao giữa hai tộc hơn 10 tồn tại hợp thể kỳ đang ngồi trong một điện phủ bao bọc bởi cấm chế đang nghiêm nghị thương lượng chuyện gì đó cực kỳ bí mật. Nói như vậy, cổ ma lúc này đây thật sự là định chiếm vài khu vực của hai tộc chúng ta, sau đó đóng quân ở lại, từ nay về sau không đi. Một lão giả tóc trắng như tuyết hai mắt trong như nước, nhíu mày nói. Không chỉ như vậy, thám tử của chúng ta còn phát hiện một lượng lớn cổ ma đề giai dường như cũng đã được phát động, không lâu sau sẽ cường ngạnh phá giới đi tới giới này một trung niên nam tử đỉnh đầu có một đám hồng sắc linh vũ, sắc mặt âm trầm nói. Cổ ma đê dai à, số lượng đại khái bao nhiêu, không biết người nào sau khi thở dài một hơi liền hỏi. Do thám không chính xác lắm, ít nhất thì cũng hơn 10 ức, nhưng số lượng thật sự thì có thể vượt xa con số này. Linh vũ nam tử sau khi thoáng suy nghĩ liền trả lời. 10 ức, vừa nghe lời này hơn phân nửa mọi người ở đây đều hít một hơi, thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Không phải như thế chứ, cổ ma nhất tộc tại ma giới nhân số tính ra cũng không nhiều lắm số lượng người ức cơ hồ chiếm gần một phần người của cả ma giới đám thánh tổ cổ ma sao dám mạo hiểm như thế một lão phụ nhân mặc áo da trắng ánh mắt chợt lóe hỏi tin này không hề sai không ít thành trấn của cổ ma tại ma giới hiện tại đều bị bỏ hoang số lượng này dường như vẫn chỉ là dự bị linh vũ nam tử bộ giáng hết sức khẳng định nói hừ xem ma tộc thật sự muốn như thế đáng tiếc Mặc dù chúng ta phái người xâm nhập điều tra ma giới, nhưng Thủy Trung không thể điều tra nguyên nhân chính thức khiến ma tộc xảy ra dị biến. Nếu không thì chúng ta cũng có thể tìm cách đối phó, đỡ phải tốn sức. Lão giả tóc trắng cười khô một tiếng, chương 1968, Ngao khiếu hiện thân. Nguyên nhân chính thức dường như chỉ có tồn tại thánh tổ mới biết được, tôn giả ma tộc bình thường chỉ nghe lệnh tiến hành mà thôi. Nếu không, lúc đầu mạo hiểm bắt giữ tôn giả ma tộc tiến hành siêu hồn cũng không đến mức một chút tin tức liên quan cũng không truy ra. Lão phụ nhân mặc áo ra chậm rãi nói, dường như cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hừ, mặc kệ nguyên nhân vì sao ma tộc có dã tâm này, nhưng hai tộc chúng ta tuyệt đối không thể để bọn chúng đạt được mục đích. Mấy chuẩn bị phía sau của chúng ta hiện tại đã đồng thời tiến hành rồi, thậm chí hai trong số đó đã tiến hành được hơn phân nửa, hẳn cũng đủ làm thương nặng đại quân ma tộc phủ xuống. Thậm chí, một vài bản thể thánh tổ ma tộc phủ xuống linh giới cũng không thể thay đổi được gì phiền toái duy nhất chính là chúng ta vừa nhận được tin tinh báo ba đại thủy tổ ma tộc dường như sắp cùng nhau phủ xuống như vậy cho dù mấy đại thừa kỳ của chúng ta đồng loạt ra tay thì chỉ sợ hơn phân nửa cũng không thể địch lại được nghe nói ba đại thủy tổ ma tộc mỗi một người đều là lão quái vật sống hơn mấy chục vạn năm khoảng cách phi thăng trở thành chân ma cũng chỉ còn một bước mà thôi linh vũ nam tử nhíu mày nói ra một tin khiến những người khác giật mình ba đại thủy tổ ma tộc đều là thượng cổ lão ma độ kiếp kỳ không cần nói đến hai tộc chúng ta sợ rằng cả linh giới cũng không có mấy người dám nói có thể hơn được bọn họ nếu phải nói thì cũng chỉ có chân linh mà mấy đại tộc cung phụng mới có thể đánh một trận mấy tộc chúng ta tại linh giới chỉ là tộc nhỏ tồn tại chân linh sao có thể đến đây hỗ trợ mà nếu không có cách đối phó ba đại thủy tổ cho dù có cách đánh lui đại quân ma tộc thì cũng không thay đổi được cục diện thất bại lão phụ thì thào nói những người khác cũng nhìn nhau một cái sắc mặt thoạt nhìn đều có chút khó coi. Chư vị không cần nản trí như vậy, lúc trước khi Mạc Giản Ly đại nhân rời thánh đảo đã từng nói muốn đi tìm đại thừa kỳ mấy tộc khác cùng nghĩ cách ứng phó việc này. Thời gian lâu như thế nói không chừng đã có cách, một nam tử trắng trẻo thủy chung không nói gì bỗng thản nhiên nói một câu. Tuần đạo hiếu, ta sao lại chưa từng nghe nói qua việc này? Linh vũ nam tử vừa nghe nói thế thần sắc cả kinh, vội vàng hỏi. Trên mặt những người khác cũng lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ việc này chỉ có ta và lạc huynh biết lúc trước mạc tiền bối đặc biệt dặn dò không nên truyền ra ngoài cho nên cũng chưa nói qua cho các đạo hữu biết hiện tại thì dường như đã tới lúc không nói không được nam tử trắng trẻo thở dài giải thích lạc huynh điều này có thật không không đợi linh vũ nam tử hỏi lão phụ nhân đã vội quay đầu nhìn bạch phát lão giả hỏi một câu ha ha tuần đạo hữu nói không sai lúc trước mạc tiền bối rời đi đích xác có nói qua với hai người chúng ta bạch phát lão giả mỉm cười gật gật đầu thừa nhận. Vập thì tốt quá, mạc tiền bối nói như thế thì hẳn là trong lòng đã sớm có đối sách. Xem bộ dáng thì ma kiếp lần này chúng ta vẫn có hy vọng thủ thắng. Trong lúc nhất thời, mọi người trong điện đều buông lỏng, bàn tán sôi nổi. Được rồi, tiếp theo bàn cụ thể việc an bài lúc trước, ta có chút chuyện muốn tuyên bố. Hắc phố đạo hữu lúc trước rời thánh đảo đi bắt Hoàng Lương Thạch Linh đã vẩn lạc, theo như lời thiên thiền mà thánh hoàng thành phái ra hiệp trợ, lúc đó bọn họ đã bắt được Hoàng Lương Thạch Linh, sau đó mới chia tay rời đi nhưng hắc vũ vừa đi thì bổn mạng bài liền bị hủy linh vũ nam tử chuyển đề tài ngưng trọng nói thân sắc những người khác cũng trầm xuống hắc vũ thượng nhân là hợp thể trung kỳ một thân thần thông thật sự không kém như thế nào có thể vô thanh vô tức gặp chuyện không may chẳng lẽ bên trong có ẩn tình gì khác ánh mắt nam tử trắng trẻo ngưng lại có chút hoài nghi hỏi ẩn tình thì chắc không có Hoàng lương thạch linh mặc dù chân quý nhưng đối với người bình thường mà nói thì không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa thiên thiền đạo hữu cũng nhắc tới một nhân chứng, lúc ấy giúp bọn họ bắt thạch linh còn có một đạo hữu hợp thể kỳ khác. Nghe nói lúc ấy nếu không có người này hỗ trợ, hai người bọn họ đã không thể dễ dàng bắt được thạch linh. Linh Vũ Nam Tử lắc đầu nói, nhân chứng là vị đạo hữu nào, không phải là người của Thánh Hoàng Thành chứ? Lão phụ nhân nhướng mày, chậm rãi hỏi, không phải, nhắc đến người này, có thể hơn phân nửa đạo hữu đã nghe nói qua. Chính là hàn lập đạo hữu mấy trăm năm trước vừa tiến giai hợp thể kỳ. Linh Vũ Nam Tử chăm chú trả lời, hàn lập, cái tên này đích xác ta đã nghe nói qua, hình như là thiên tài tu luyện 10 vạn năm mới xuất hiện trong nhân tộc các ngươi, chỉ ngắn ngủi mấy trăm năm liền tu luyện từ hóa thần kỳ đến cảnh giới hợp thể sơ kỳ. Lão phụ nhân kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn trả lời. Ha ha, tin tức này của đạo hữu đã lỗi thời rồi hiện tại vị hàn đạo hữu này đã là một tu sĩ họp thể trung kỳ. Bạch phát lão giả đột nhiên cười, xen vào một câu. Cái gì, đã tiến dài cảnh giới trung kỳ, tốc độ nhanh thật, xem ra nói 10 vạn năm thì vẫn còn ít. Lão phụ nhân có chút hoảng sợ, không riêng gì nàng, mấy lão quái vật họp thể kỳ không biết việc này đồng dạng cũng tao động một trận, đều lộ ra vẻ giật mình. Có lẽ là thế, nếu không phải gặp ma kiếp bộc phát thì hàn lập đạo hữu hơn phân nửa đã trở thành một thành viên của thánh đảo chúng ta. Bất quá, chuyện vị hàn đạo hữu này để sau hắn tính. Anh huynh, người đã tìm hàn đạo hữu chứng thực việc này chưa? Bạch phát lão giả lãnh đạm cười, tiếp theo hỏi linh vũ nam tử một câu. Nguyên bổn ta cũng định làm thế nhưng sau khi thật vất vả mới liên lạc được với thiên uyên thành thì phát hiện hàn đạo hữu đã mất tích. Thời gian mất tích dường như trùng với lần hành động của đám người thiên thiên. Linh vũ nam tử cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Đã mất tích, sao lại có chuyện này? Bạch phát lão giả biến sắc, thần sắc có chút khó coi. Nghe tin tức từ Thiên Uyên Thành truyền tới thì lúc Hàn Đạo Hữu việc tiếp cứu ỷ Thiên Thành liền gặp hóa thân thánh tổ ma tộc phủ xuống, lúc đó liền biến mất. Nhưng khi ta cẩn thận nhận tin tức xác minh từ Thiên Thiền Đạo Hữu thì Hàn Đạo Hữu hẳn là đã chạy thoát từ tay ma tộc, sau đó mới gặp hai vị đạo hữu Thiên Thiền và Hắc phú Nhưng sau khi ba người bắt được Thạch Linh, chia tay thì ngoại trừ Thiên Thiền thuận lợi quay trở về Thánh Hoàng Thành, hai người còn lại dường như gặp chuyện ngoài ý muốn. Linh Vũ Nam Tử nói, lấy thiên tư vị hàn đạo hữu này nói không chừng ngày sau cũng có hy vọng tiến giai đại thừa, nếu thật sự đã chết thì thật đúng là rất đáng tiếc. Bất quá, những tồn tại như chúng ta nguyên bổn vốn nghịch thiên mà đi, chết sớm cũng không phải là chuyện kỳ quái, càng huống chi lúc này vừa lúc là thời kỳ ma kiếp bộc phát. Lão phụ nhân thở dài, dường như cảm thấy rất đáng tiếc, nói. Nếu hàn đạo hữu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chỉ có thể nói rằng phúc duyên hắn không đủ. Bất quá khác với bổn mạng bài bị hủy của Hắc Vũ, Hàn lập đạo hữu vẫn chưa lưu lại bổn mạng chi vật tại thiên uyên thành, không thể biết sống chết thế nào. Nhưng bất luận hắc phố chết ra sao thì mấu chốt chính là Hoàng Lương Thạch Linh vốn đã tới tay lại biến mất không thấy. Không có vật ấy, một bước quan trọng chúng ta đã khổ tâm chuẩn bị liền không thể hoàn thành. Đây là việc liên quan đến sinh tử tồn vong của hai tộc chúng ta, phải lập tức nghĩ cách giải quyết. Ánh mắt Linh Vũ Nam Tử chợt lóe nói, đúng là không thể chậm chế nữa, nơi khác có khả năng tìm được một Hoàng Lương Thạch Linh nữa không? ngoại trừ hoàng lương thạch linh có thể dùng thứ khác thay thế được không? chẳng lẽ lúc đầu không chuẩn bị thứ gì để thay thế sao? mọi người trong điện đều dùng mình sau khi tự định giá liền mở miệng nói thiên địa linh vật như hoàng lương thạch linh không phải dễ tìm như vậy trước mắt chỉ biết có một đầu như thế nên mới để hắc phố thượng nhân tự mình rời đảo đi làm việc này về phần vật phẩm thay thế chúng ta ban đầu cũng chuẩn bị vài món nhưng kẻ uy lực của thủ đoạn kia sẽ suy yếu ba phần Cuối cùng có đạt được hiệu quả như ta mong muốn hay không thì rất khó nói. Linh Vũ nam tử đầu tiên lắc đầu, sau đó lại gật đầu nói. Vừa nghe nam tử nói thần sắc mọi người khác nhau, trong lúc nhất thời không người nào mở miệng nói chuyện. Cả gian điện phủ nhất thời trở nên lạnh ngắt như tờ. Hoàng Lương Thạch Linh chỉ là chuyện nhỏ, cứ giao cho lão phu giải quyết là được. Ta còn có chuyện quan trọng muốn chư vị đạo hữu xuất lực đi làm. Một thanh âm thản nhiên của nam tử đột nhiên vang lên quanh quẩn trong đại điện khiến người ta sau khi nghe xong tâm thần không tự chủ mà lâm vào thất thần. Ngao khiếu tiền bối, là lão nhân ra người tới sao, nguyên bổn thần sắc linh vũ nam tử bình tĩnh, vừa nghe lời này thần sắc mừng như điên hét lớn một câu. Cơ hồ cùng lúc đó, nguyên bổn đại môn đang đóng chặt đột nhiên mở ra, từ bên ngoài có hai người một trước một sau tiêu sái bước vào. Người đi trước là một nam tử hơn 30 tuổi mặc ngân bào, vẻ mặt thản nhiên tươi cười, phía sau là một nữ tử tóc bạc dáng người thướt tha, da thịt trắng như tuyết, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Bái kiến ngao khiếu tiền bối, cung nghênh tiền bối giá lâm thánh đảo. Nguyên bổn đám người bạch phát lão giả đang ngồi trong đại điện, trong nháy mắt khi thấy nam tử phía trước, trên mặt đầu tiên là cả kinh, tiếp theo đồng dạng lộ ra vẻ giật mình cùng kích động, cung kính đứng lên thi lễ. Những lão quái vật họp thể kỳ khác nguyên bổn kinh nghi bất định thì lúc này đã không còn bất cứ hoài nghi gì, đồng dạng vui mừng lẫn sợ hãi đứng dậy bái kiến nam tử này bất ngờ đúng là tồn tại đại thùa kỳ duy nhất của yêu tộc ngao khiếu lão tổ danh Trần yêu tốc nhiều năm đứng lên hết đi trong các người cũng có người từng gặp qua lão phu vài lần cũng có người lần đầu tiên gặp bất quá cũng không cần phải đa lễ nam tử tóc dài khoát tay chặn mọi người lại mỉm cười nói tiền bối nói đùa mời lão nhân ra người ngồi xuống trước đã bạch phát lão giả sau khi ngượng ngùng cười vội vàng đem vị trí chính điện nhường lại ừm vậy lão phu không khách khí Ngao khiếu lão tổ gật đầu, khẽ nhấc chân, mọi người trong điện chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, nam tử tóc dài không biết như thế nào đã xuất hiện tại chỗ ngồi, không chút hoang mang ngồi xuống. chương 1969, Điện Nghị, thần sắc ngân phát nữ tử lạnh như băng, lúc vào trong đại điện cũng không nhìn tới ánh mắt kinh ngạc của những người khác mà chỉ chậm rãi đứng sau lưng ngao khiếu lão tổ. Vị đạo hữu này là, bạch phát lão giả đào thần niệm qua, hiển nhiên rất dễ dàng nhìn ra ngân phát nữ tử là một tu sĩ yêu tộc, tu vi luyện hư hậu kỳ đại thành, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi một câu. Đây là chất nhi linh lung của lão phu, chư vị mặc dù chưa gặp qua nhưng hẳn cũng có nghe nói một chút. Ngao khiếu lão tổ không thèm để ý trả lời. Ô, hóa ra là linh lung tiên tử, thật thất kính. Trên mặt bạch phát lão giả hiện lên một tia kinh ngạc nhưng vô cùng khách khí, nói. Nữ tử này đúng là ngân nguyệt năm đó từ biệt hàn lập tại nhân giới. Đương nhiên, ngân nguyệt lúc này có chút không giống ngân nguyệt năm đó mà là ngân nguyệt đã dung hợp phân liệt chỉ hồn, có được đầy đủ nguyên thần. Những người khác trong điện, sau khi biết được thân phận ngân phát nữ tử đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thánh đảo có địa vị đặc thù trong nhân yêu hai tộc cho nên hiển nhiên luôn chú ý tới thất đại yêu vương thống lĩnh yêu tộc. Mà Linh Lung Tiên Tử lại là một vị vương phi từng bị phong ấn tại nhân giới nhiều năm, hơn nữa sau khi trở về linh giới dường như không hòa hợp với thiên khuê lang vương, tin đồn này các trưởng lão thánh đảo hoặc ít hoặc nhiều đều nghe nói qua một chút. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy vị vương phi trong lòi đồn này, không ít người thần sắc có chút quái dị. Ngân Nguyệt đối với tất cả đều xem như không thấy, chỉ đứng phía sau ngao khiếu lão tổ, mặt hơi cúi xuống không nói một lời. Ngao khiêu tiền bối, lão nhân ra người như thế nào đột nhiên đến thánh đảo, không biết ngao khiếu tiền bối hao tổn nguyên khí khi độ kiếp đã phục hồi như cũ hay chưa? Linh Vũ Nam từ cúi đầu hỏi ngao khiếu lão tổ, năm đó ta độ kiếp, mặc dù tổn hại chút nguyên khí nhưng đã vô sự, nếu không lão phu cũng không xuất hiện tại đây, về phần vì sao đến thánh đảo thì tự nhiên là vì mạc đạo hiếu. Ngao khiếu lão tổ lãnh đạm cười, nói, lão nhân gia người đã gặp qua mạc tiền bối, thật tốt quá, lão nhân gia người năm đó sau khi rời khỏi thánh đảo liền bật vô âm tín giống như tiền bối. Điều này khiến chúng ta hết sức lo lắng, nam tử trắng trẻo nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nói, hắc hắc, tuổi của hắn còn không lớn như lão phu, lo lắng gì chứ? Được rồi, lão phu không nói nhảm nữa, lúc này đây ta được mạc đạo hữu nhờ tới thánh đảo thứ nhất là thay hắn nói lại mấy câu thứ hai là muốn tỏa trấn nơi đây một đoạn thời gian ngao khiếu lão tổ cười hắc hắc nói chúng ta xin lắng nghe hai vị tiền bối phần phó không biết tiền bối có chuyện gì muốn dặn dò chúng ta nam tử trắng trèo thầm dùng minh cung kính hỏi mạc đạo hữu gần đây có đua tin đến vị trí thánh đảo dường như đã bị ma tộc biết mặc dù lấy lực lượng ma tộc hiện tại thì không có khả năng đánh hạ thánh đảo nhưng để phòng ngừa vạn nhất thì vẫn nên cẩn thận một chút. Nếu không, lấy danh vọng thánh đảo trong hai tộc chúng ta, một khi thật sự gặp chuyện không may, đối với chúng ta thật sự là đả kích tinh thần có tính hủy diệt. Trên khuôn mặt thanh tú của Ngao khiếu lão tổ hiện lên một tia ngưng trọng, nói. Vị trí thánh đảo sao lại bại lộ ra ngoài? Không thể nào, trước đó không lâu thánh đảo vừa mới truyền tống một lần, thay đổi vị trí ẩn thân. Trong khoảng thời gian ngắn không thể lại rời đi được, không ít người sắc mặt đại biến, có một số người thất thanh nói: "Có lão phu ở đây các ngươi sợ cái gì? Chỉ trong thời gian ngắn mà ma tộc biết được vị trí thì xem ra trên thánh đảo Hân là có thám tử ma tộc lẻn vào. Bất quá việc này cũng không khó tra ra, chỉ cần chú ý đến mấy kẻ gần đây ra vào thánh đảo thì có thể tìm ra gian tế." Sắc mặt ngao khiếu lão tổ trầm xuống, sắc mặt thoáng chút âm trầm đi vài phần. "Vâng, vãn bối lập tức phái nhân thủ điều tra tất cả sứ giả ra vào thánh đảo gần đây." Bạch Phát lão giả trong lòng cả kinh vội vàng chắp tay đáp ứng một tiếng. Những người liên quan khác, hiển nhiên cũng thầm dùng mình. Mạc Đạo Hữu nhờ ta chuyển một tin, đó là thủ đoạn ứng phó ma tộc lúc đầu phải điều chỉnh một chút. Ngao khiếu lão tổ gật đầu, sau khi hơi trầm ngâm liền nói ra một câu khiến mọi người ngẩn ngơ. Sao lại thế, những chuẩn bị đó lúc trước Mạc Tiền Bối dẫn dắt chúng ta khổ tu mấy trăm năm mới nghĩ ra đòn sát thủ đối phó đại quân ma tộc phá giới, theo lý thuyết thì tuyệt không có vấn đề. Lão phụ nhân thì thào hỏi, Chuyện này có lẽ sau khi Mạc Đạo Hữu gặp mấy tồn tại đồng giai dị tộc khác mới thay đổi chủ ý. Có lẽ trong lúc trao đổi với mấy đại thùa kỳ dị tộc này liền phát hiện ra chuẩn bị ban đầu không đủ. Bất quá, các ngươi cũng yên tâm đi, cũng không phải là thay đổi toàn bộ mà chỉ có hai ba loại trong số đó cần điều chỉnh lại một chút. Lát nữa có thời gian ta sẽ nói chi tiết cho các ngươi. Mà cũng vừa đúng dịp Hoàng Lương Thạch Linh đã mất, Mạc Đạo Hữu đã quyết định dùng một loại thiên địa linh vật khác thay thế làm như vậy phải chuẩn bị thêm vài thứ cho nên hiệu quả so với ban đầu chỉ mạnh hơn chứ không kém mà linh vật thay thế này lão phu cũng đã tự mình mang tới ngao khiếu lão tổ nhíu mày một tay vừa lật trong tay đột nhiên xuất hiện một hộp ngọc rồi tay phất về phía bạch phát lão giả đây là bạch phát lão giả nghi hoặc mở hộp ra ánh mắt sau khi đảo qua liền giật mình nói được rồi người chỉ cần biết thế là được thu hồi nó lại đi hiện tại thứ này càng ít người biết càng tốt không đợi bạch phát lão giả nói gì ngao khiếu lão tổ liền tùy ý khoát tay chặn lại khiến lời vừa định nói ra liền nuốt trở vào những trường lão thánh đảo khác thấy cảnh này ngay cả khi bụng đầy nghi hoặc nhưng cũng không dám mở miệng hỏi bạch phát lão giả sau khi đáp ứng liền cẩn thận thu ngọc hạp vào trong tay áo đúng rồi tiền bối chuyện tình ba đại thủy tổ ma tộc có thể phủ xuống ma giới lão nhân ra người cũng đã biết rồi chứ lão phụ nhân sau khi do dự một chút không nhịn được mở miệng hỏi một câu Việc này ta đã biết, hơn nữa là mạc đạo hữu tự mình tới nói cho lão phu biết. Sắc mặt ngao khiếu lão tổ không chút thay đổi, nói. Thấy ngao khiếu lão tổ bình thản như thế, mọi người trong điện sau khi nhìn nhau một cái, trong lòng không khỏi buông lòng, mà sắc mặt lão phụ nhân càng lộ ra vẻ vui mừng, hỏi tiếp một câu. Nói như thế, hai tiền bối thật sự đã nghĩ ra cách đối phó. Hắc hắc, ngay cả bản thể thánh tổ ma tộc phủ xuống linh giới đều phải mất rất nhiều công sức, càng đừng nói đến ba đại thủy tổ ma tộc, bọn họ không phải dễ dàng phủ xuống được hiện tại nói đến việc đó thì có hơi sớm trước tiên cứ lo đối phó với đại quân ma tộc trước đã sau đó hãy lại nghĩ đến việc này cũng không muộn ngao khiếu lão tổ không trả lời cụ thể ngược lại còn khoát tay chặn lại hời hợt nói nghe vị đại thừa kỳ yêu tộc này nói như thế những tồn tại họp thể kỳ ở đây không khỏi mắt to chừng mắt nhở tiền bối nói như thế khẳng định có lý riêng bạch phát lão giả sau khi ho khan một tiếng nhìn về phía linh vũ nam tử nói không sai chuyện về ba đại thủy tổ hiện tại thảo luận đúng là hơi sớm như vậy đi vãn bối sẽ đem một số chuyện của thánh đảo kể lại tỉ mỉ cho ngao khiếu tiền bối có một số chuyện trong đó không thể giải quyết mong tiền bối làm chủ linh vũ nam tử bị lão giả nhắc nhở dường như chợt hiểu gì đó vội vàng chuyển đề tài ơ ờ, lão phu biết một chút tiến độ của các ngươi cũng tốt ngao khiếu lão tổ gật đầu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười đầu tiên vì đối phó đề giai ma thú thánh đảo đặc biệt bồi dưỡng đại quân linh thú, trên cơ bản đã bồi dưỡng xong. Một số hung trùng sống ngắn ngày cũng bắt đầu mạnh mẽ thúc giục. Dự tính vài năm nữa có thể dùng chúng quyết chiến với ma tộc. Mặt khác, vì luyện chế mấy món huyền thiên thánh khí, mấy vị luyện khí tông sư nhân tộc cũng đã được mời lên đảo. Dự tính khoảng nửa năm sau sẽ cùng nhau hợp lực luyện chế mấy món trí bảo này. Bất quá, phiền toái duy nhất chính là tài liệu luyện chế vẫn chưa vận chuyển lên đảo muốn thế phải đi qua mấy khu vực do ma tộc khống chế thì mới có thể chính thức lấy được. Bởi vậy, việc phái người đi tiếp ứng nhất định phải cân nhắc kỹ lưỡng. Vãn bối đề nghị, Linh Vũ Nam Tử Dường như phụ trách tất cả mọi việc hàng ngày trên thánh đảo, một lần liền thành thật kể lại tất cả mọi chuyện. Ngao khiếu lão tổ ngồi trên ghế lẳng lặng nghe, thần sắc nhìn như không đổi, nhưng ánh mắt thường xuyên chấp động tinh mang nhẹ nhẹ. Chờ sau khi lão giả kể xong, những người khác trong đại điện cũng bắt đầu đứng dậy kể lại cho Ngao khiếu một số chuyện mà Minh phụ trách sau mấy canh giờ tất cả mọi người đều nói xong ơ ờ, cũng không tệ bất quá việc này các ngươi có thể tụ mình xử lý không cần lão ra hỏa ta động tay động chân lúc này đã không còn sớm lão phu đi đường dài như thế cũng muốn nghỉ ngơi một chút ngao khiếu lão tổ sau khi nghe xong không phát biểu gì mà ngược lại đột nhiên đứng dậy khẽ cười nói đám người bạch phát lão giả nghe xong không khỏi mắt to chừng mắt nhỏ nếu tiền bối đã mệt thì vãn bối sẽ đích thân an bài chỗ ở Linh Vũ Nam Tử phản ứng trước tiên, vội cung kính tiến lên nói, sau đó nghiêng người để lộ ra một con đường. Ngao khiếu lão tổ gật đầu, liền không chút hoang mang đi qua, Ngân Nguyệt hiển nhiên cũng lẳng lặng đi theo sau. Vãn bối cung tiến tiền bối, mọi người trong điện lúc này mới phản ứng lại, đều khom người đưa tiến. Đúng rồi, hai người các ngươi lát nữa đến chỗ ta một chuyến, ta còn có một số việc muốn nói. Ngao khiếu lão tổ sau khi đi tới cửa, dường như nghĩ tới điều gì đó mà đột nhiên quay đầu nhìn hai người trong điện, lấy tay chỉ một cái, thản nhiên nói. Hai người hắn chỉ rõ ràng là bạch phát lão giả và một gã nam tử cao gầy, sắc mặt âm trầm đang nói nhỏ với những người khác. Hai người này hiển nhiên sửng sốt một trận, nhưng không dám chậm chế vội vàng lên tiếng đáp ứng. Ngao khiếu lão tổ gật đầu, lúc này mới lần nữa xoay người đi ra khỏi đại điện. Tư đạo hiếu, chẳng lẽ lúc trước người quen biết ngao khiếu tiền bối? Trung niên nữ tử hơn 40 tuổi đứng cạnh nam tử cao gầy, sau khi thấy ngao khiếu lão tổ rời đi liền không nhịn được hỏi một câu. chương 1970, Ngân Nguyệt và Thất Tinh Nguyệt Thể Một vị trưởng bối trong tộc tại hạ là người quen cũ với ngao khiếu tiền bối, cho nên năm đó cũng ở xa nhìn thấy hai lần. Trên mặt nam tử họ tư hiện lên một tia dị sắc, miệng hàm hồ trả lời có lệ. Ồ, vậy đạo hiếu biết lần này ngao khiếu tiền bối tìm ngươi vì chuyện gì không? Con mắt trung niên nữ tử sau khi hơi đổi một chút, thử dò xét hỏi một câu. Không biết, tại hạ cũng hồ đồ như đạo hiếu, hơn nữa ngao khiếu tiền bối cũng không chỉ gọi một mình tư mỗ, không phải ngay cả lạc huynh cũng được gọi đi sao, hẳn là có một số việc muốn nói riêng với hai người chúng ta. Nam tử họ tư lắc đầu nói, trung niên nữ tử thấy cảnh này, mỉm cười không hỏi thêm gì. Lúc này, mọi người trong đại điện nhất thời cũng không tiếp tục thảo luận gì thêm nữa, sau khi nói thêm vài câu bạch phát lão giả liền tuyên bố kết thúc lần gặp mặt này. Những người liên quan mang theo tâm trạng khác nhau rời khỏi đại điện, trở về chỗ ở của mình. Đồng thời cùng lúc đó, vị linh vũ nam tử kia đã dẫn ngao khiếu lão tổ và ngân nguyệt tới một chỗ yên tĩnh trên đảo. Nơi này không những là nơi có linh khí nồng đậm nhất trên đảo mà thậm chí còn có 7-8 lầu các độc lập cách xa nhau. Những lầu các này chẳng những mỗi một cái đều vô cùng tinh xảo mà còn có chỗ luyện khí, luyện đan, cũng có mật thất tu luyện được trang bị đầy đủ. Linh vũ nam tử dẫn ngao khiếu lão tổ đến đây tự do lựa chọn. Kết quả nam tử tóc dài tùy ý chỉ một tòa lầu các liền nghinh ngang đi vào linh vũ nam tử hiển nhiên không có can đảm nói gì sau khi an bài một đám thị nữ liền thức thời cáo từ rời đi mà ngao khiếu lão tổ sau khi ngồi tại vị trí chủ vị trong đại sảnh mặt không chút thay đổi đuổi mấy tên thị nữ xuống trong nháy mắt cả một gian lầu các chỉ còn lại hai người ngao khiếu lão tổ và ngân nguyệt nam tử tóc dài ngồi trên ghế không nói gì nhưng hai mắt hơi hít lại phảng phất đang nghĩ đến chuyện gì đó mà ngân nguyệt vẫn yên tĩnh đứng một bên đồng dạng không có ý định lên tiếng Lấy tu vi hiện tại của chất nhi, cộng thêm đan dược mà ta chuẩn bị, ngươi hoàn toàn có hy vọng trở thành tu sĩ hợp thể kỳ. Nhưng hơn trăm năm qua ngươi lại liên tiếp đột phá thất bại ba lần. Xem ra không phải điều kiện không đủ mà là Thủy chung không thể đột phá tâm ma của bản thân. Nếu lần tiếp theo còn không thành công thì sợ rằng sau này càng khó đột phá. Ngao khiếu lão tổ nhìn ngân nguyệt, thản nhiên nói, là chất nhi vô dụng, đã khiến tổ phụ đại nhân thất vọng. Ngân nguyệt cúi đầu, khẽ nói, chấp niệm trong lòng ngươi xem ra rất khó hóa giải từ sau khi chất nhi ngươi từ hạ giới trở về thì không để ý tới thiên khuê nữa thậm chí còn rời khỏi tộc đàn đến chỗ ta ở ta vẫn không hỏi nguyên nhân cũng không ép ngươi lần nữa hòa giải với thiên khuê chỉ muốn ngươi chậm rãi hóa giải khúc mắc trong lòng nhưng không nghĩ tới nhiều năm như vậy khúc mắc đó ngươi vẫn không được hóa giải được mà ngược lại càng chôn giấu trong lòng càng lúc càng sâu ngao khiếu lắc đầu giọng nói mặc dù hiền từ nhưng từ lời nói vẫn có thể cảm nhận được một chút thất vọng Tổ phụ, năm đó ta và Thiên Khuê, Ngân Nguyệt ngẩng đầu, bộ dáng muốn phản biện, nhưng Ngao Khiếu lão tổ lại khoát tay, cắt đứt lời nàng. "Chất Nhi không cần giải thích, ta biết ngươi muốn nói gì." "Tiểu tử Thiên Khuê nọ thừa dịp ta bế quan mà làm trái lời hứa lúc đầu với ta, chưa chờ Chất Nhi tiến giai cảnh giới hợp thể kỳ mà đã định lấy đi nguyên âm chi thể của ngươi." Sau đó, vì không thực hiện được lại âm thầm động tay động chân khiến nguyên thần của ngươi một chia làm hai, hại ngươi phải chịu nỗi khổ phần hồn hơn ngàn năm. Sau đó, hắn lại mượn hồn niệm của chất nhi hạ giới, lại động tay động chân vào nghịch tinh bàn khiến chất nhi không thể kịp thời trở về linh giới. Việc này, còn muốn ta nói gì nữa không? Ngao khiếu lão tổ vừa nói, khuôn mặt vốn thanh tú nho nhã lại đột nhiên hiện lên vẻ oán hận mà vỗ mạnh tay lên chỗ để tay trên ghế. Trên tay chợt lóe quang diếm, chỗ để tay liền không chút tiếng động hư không tiêu thất, ngay cả một chút cho tàn cũng không lưu lại. Tổ phụ, lão nhân ra người đã biết, thân hình ngân nguyệt run lên, sắc mặt thoáng cái trắng bạch, không chút huyết sắc. Hừ, chất nhi tưởng rằng ta đã già đến mức hồ đồ sao. Ngay cả việc chất nhi mình bị người khác khi dễ mà cũng không biết. Nếu không phải vì lang tộc nhất mạch không có hậu bối nào khác có thể kế thừa ngôi vị lang vương mà thọ nguyên ta cũng không còn dài, không thể chống đỡ lang tộc nhất mạch thì ta đã sớm lột ra rút gân tiểu tử này, hắn còn có thể tiếp tục tiêu giao ngồi ở vị trí yêu vương sao. Ngao khiếu lão tổ hư lạnh một tiếng, âm trầm nói. Ngân Nguyệt nghe đến đó, sắc mặt càng trở nên tái nhợt nhưng lại cười khổ một tiếng nói nói đến thì cũng không thể hoàn toàn trách hắn chất nhi trên danh nghĩa dù sao cũng là vương phi của hắn tu vi hắn nhiều năm không tiến thêm mà hắn lại biết rõ nguyên âm của chất nhi có thể giúp hắn đột phá bình cảnh đối với chất nhi động chút tay chân cũng là điều khó tránh khỏi chất nhi lại còn nói tốt cho hắn à trước khi chưa gả cho hắn chất nhi người cũng là thánh nữ của ngân nguyệt nhất tộc chúng ta trước khi công pháp chưa đại thành một khi trao thân liền hao tổn thọ nguyên hắn thân là lang vương như thế nào không biết đạo lý này hơn nữa sau khi cưới cháu sủng cơ bên cạnh hắn đông như mây cũng không nể mặt mũi chất nhi chút nào ta thấy từ khi hắn lên làm yêu vương giống như đã quên mất ngân nguyệt nhất tộc chúng ta mới lại yêu lang vương tộc nếu không phải đời này hậu bối thật sự quá kém ngay cả một tồn tại hợp thể kỳ cũng không có thì ta sao lại nâng đỡ một người ngoài ngồi lên vị trí lang vương trên mặt ngao khiếu lão tổ hiện lên một tầng sát khí có chút giận dữ nói ngân nguyệt cắn môi cuối cùng thở dài không nói gì bất quá lần này chất nhi hạ giới sau khi nếm trải một hồi đau khổ thất tinh nguyệt thể ngoài ý muốn đã thức tỉnh cũng xem như trong họa gặp phúc lấy tư chất ban đầu của ngươi hơn phân nửa tu luyện đến cảnh giới luyện hư kỳ là hết mức nhưng hiện tại có thất tinh nguyệt thể sau này tiến giai đại thừa kỳ cũng không phải là không có hy vọng tư chất lão phu năm đó cũng không nghịch thiên bao nhiêu nhưng cũng giống cháu sau khi thức tinh thất tinh nguyệt thể mới đạt tới cảnh giới hôm nay nói đến đây hai mắt ngao khiếu lão tổ dần sáng ngời lên. Nhưng bản thân chất nhi không muốn có loại phúc khí này. Ngân Nguyệt lắc đầu, sắc mặt vẫn trắng bệch, nói. Ta biết mấy năm nay chất nhi chịu nhiều khổ cực, nhưng chất nhi đã có tiềm lực tiến giai hợp thể kỳ, lão phu hiển nhiên không cần cố kỵ nữa. Thiên khuê tốt nhất là sau này chết cùng tôn giả ma tộc trong đại chiến. Nếu không một khi ma kiếp chấm dứt, lão phu cũng không để hắn chiếm cứ ngôi vị lang vương. Ý tổ phụ là, Ngân Nguyệt cả kinh, nhìn nam tử tóc dài, có chút sợ hãi. Thất đại yêu vương cũng không phải là không cho phép nữ tử đảm nhiệm. Lúc đầu giúp một tên ngoại nhân leo lên ngôi vị lang vương ta đã không muốn rồi. Hiện tại chất nhi và thiên khuê đã không còn tình cảm vợ chồng, ngôi vị lang vương này lão phu hiển nhiên muốn lấy lại cho chất nhi ngươi. Ngao khiếu lão tổ không chút trần chờ nói, điều này có chút không ổn, cái miệng nhỏ nhắn của ngân nguyệt mở ra hơn nửa, sau một lúc lâu mới thì thảo nói. Có gì mà không ổn, cũng không phải lão phu sinh ác ý mà là bản thân thiên khuê đã hạ độc thủ với chất nhi trước. Chẳng lẽ chất nhi còn chưa dứt được tình cũ với hắn? Sắc mặt ngao khiếu lão tổ lần nữa khôi phục bình tĩnh nhưng trong giọng nói lại đầy hàn ý. Chuyện xảy ra năm đó, chất nhi và hắn đã không phải là kẻ thù là tốt rồi, nào còn có tình cảm gì nữa. Chỉ là, mặc dù chất nhi có được thất tinh nguyệt thể nhưng có thể tiến giai hợp thể kỳ hay không vẫn là chuyện khó nói. Vạn nhất không được thì lang tộc chúng ta vẫn phải để thiên khuê chống đỡ bên ngoài. Ngân Nguyệt do so dự một chút mới cười khổ, nói, ừm, um, tâm ma của chất nhi một khi chưa giải trừ thì đích xác khó có thể tiến giai hợp thể kỳ. Mà hiện tại đại chiến với ma tộc sắp bộc phát, cũng không thể chờ chất nhi chậm rãi tiến giai được nữa. Vạn nhất lão phu không thể toàn thân trở ra thì chất nhi có thể gặp nguy hiểm. Cũng được, ta chỉ có thể phá lệ ra tay giúp chất nhi một lần. Chất nhi trước tiên xem thứ ghi trong ngọc giản này rồi nói tiếp. Ngao khiếu lão tổ nhướng mày, sau khi thở dài một hơi đột nhiên há miệng phun ra một khối ngọc giản màu xanh chậm rãi bay về phía ngân nguyệt ngân nguyệt có chút nghi hoặc nhưng vẫn giơ tay bắt lấy ngọc giản sau khi áp lên chán liền đem một tia thần niệm dò xét vào trong phong tình quyết thần niệm sau khi vội vã đảo qua trong ngọc giản ngân nguyệt liền bật thốt lên không sai phong tình quyết này là một bộ thượng cổ bí thuật năm đó trong lúc ta vô tình có được chẳng những uy lực vô cùng lớn mà lại có hiệu quả khó tin đối với tu luyện tâm cảnh sau khi chất nghi quyết định tu luyện ta sẽ dùng bí thuật khác giúp chất nhi nhanh chóng tu luyện thành công, hơn phân nửa có thể tu bổ phần tâm cảnh thiếu khuyết. Như vậy, việc tiến giai hợp thể kỳ không thành vấn đề. Bất quá cũng có rủi ro, hậu hoạn sau khi tu luyện cũng không nhỏ. Theo như lời phía sau khẩu quyết ghi lại thì một khi tu luyện thành công quyết này, thất tình lục dục dần lãnh đạm. Nếu hoàn toàn tu luyện đại thành, thậm chí còn có thể hoàn toàn biến mất. Điểm này kỳ thật cũng không có gì, mấu chốt là tu luyện bí thuật này có chút quá kích sợ rằng đối với việc tiến giai đại thừa kỳ sau này của chất nhi có ảnh hưởng không nhỏ bởi vậy lợi hại trong đó chất nhi nên cân nhắc kỹ ngao khiếu lão tổ nhìn ngân nguyệt trong mắt lộ ra một chút mâu thuẫn ngân nguyệt một bên dùng thần niệm dò xét ngọc giản một bên nghe tổ phụ nói sắc mặt không khỏi liên tiếp biến đổi mấy lần có vẻ đang suy nghĩ gì đó mà sau khi ngao khiếu lão tổ nói xong ngược lại chậm rãi nhắm mắt rồi không hề nói gì nữa bộ dáng như bình thản chờ quyết định của ngân nguyệt sau thời gian một bữa cơm Ngân Nguyệt mới hạ ngọc giản xuống, bình tĩnh suy nghĩ. Lại trải qua một lát, Ngân Phát nữ tử mới nhíu mày, dường như đã hạ quyết định, ngẩng đầu nhìn Ngao Khiếu lão tổ, ngưng trọng hỏi một câu. "Tổ phụ đại nhân, dùng bí thuật này trước khi quyết chiến với ma tộc có thể khiến chất nhi tiến giai hợp thể kỳ được sao?" Không dám nói là 10 phần nắm chắc nhưng ít nhất cũng đến 7, 8 phần. Nếu không ta cũng không dễ dàng lấy ra như thế. "Bất quá, chất nhi đừng vội quyết định, cứ suy nghĩ vài ngày rồi trả lời cũng không muộn." Ngao khiếu lão tổ mớ hai mắt, nhìn chằm chằm ngân nguyệt, nói từng chữ một, chương 1971, lão ảnh. Vâng tổ phụ, ngân nguyệt hé miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn do dự không nói. Ngao khiếu lão tổ còn muốn cùng chất nhi của mình nói thêm vài chuyện nữa nhưng thần sắc vừa động, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cửa. Kết quả một lát sau, tiếng bước chân vang lên, một thị nữ trẻ tuổi xuất hiện ngoài cửa, cung kính nói. Hồi bẩm đại nhân, bên ngoài có hai vị trưởng lão đến đây cầu kiến. Ồ, bọn họ cũng không chậm, để bọn họ vào đi. Thần sắc ngao khiếu lão tổ hò hoán, gật đầu ra lệnh. Thị nữ kia hiển nhiên đáp ứng dạ một tiếng rồi nhận lệnh đi ra ngoài. Một lát sau, nam tử họ tư và bạch phát lão giả từ bên ngoài đi vào, vừa thấy ngao khiếu lão tổ liền tiến lên chào. Bái kiến tiền bối, không biết lần này tiền bối gọi vãn bối đến là có chuyện gì muốn vãn bối đi làm. Nam tử trắng trẻo nghiêm nghị hỏi một câu, không cần vội, hai người các ngươi trước tiên ngồi xuống rồi nói ngao khiếu lão tổ sau khi cười liền chỉ vào ghế bên cạnh hai tồn tại hợp thể kỳ một nhân một yêu này hiển nhiên không dám làm trái ý ngao khiếu sau khi cảm ơn liền đàng hoàng ngồi xuống hai bên nói ra hai người các người cũng có chút quan hệ sâu xa với lão phu một người là hậu nhân của bằng hữu năm xưa một người là đệ tử ký danh của mạc đạo hữu lúc này ta có một đại sự cần người đi làm cũng chỉ có thể giao cho hai người các ngươi ta mới thật sự yên tâm ngao khiếu lão tổ đánh giá hai người vẻ mặt ôn hòa nói tiền bối cứ việc phân phó. Đối mặt với tồn tại đại thừa kỳ trước mắt, hai người nam tử họ tư hơi có chút khép nép. Ta nghe Mạc Đạo Hữu nói, lúc hắn không có ở đây chủ sự thánh đảo chính là Lạc Đạo Hữu vậy thì ta muốn ngươi giúp ta siêu tầm vài món đồ trong này. Có cả tài liệu lẫn pháp khí nhưng dù là gì đi nữa thì ngươi cũng phải tự mình tìm kiếm, tất cả phải âm thầm tiến hành, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Ngao khiếu lão tổ sau khi hơi trầm ngâm liền đi thẳng vào vấn đề. Vâng, Vãn bối lập tức phái người tin cậy chia nhau đi làm việc này, tuyệt đối không để người ngoài biết. Bạch phát lão giả đầu tiên ngẩn ra liền lập tức đáp ứng một câu. Tốt lắm, nơi này ý ta có danh sách, người nhận lấy rồi đi làm. Ngao khiếu lão tổ gật đầu, phất tay lên, một khối ngọc giản bay qua. Bạch phát lão giả lập tức đứng dậy ngọc giản vào tay, không thèm nhìn tới liền cất vào tay áo. Hắn hiểu rằng, bất luận là thứ nào bên trong thì cũng phải cố hết sức mà đi làm ngao khiếu lão tổ thấy vậy trên mặt lộ ra vẻ hài lòng rồi quay đầu lại ra lệnh cho nam tử họ tư tư hiền chất ta muốn người đi man hoang thế giới gặp mấy vị đại năng chi sĩ dị tộc một chuyến về phần thứ muốn họ làm thì ta đều ghi lại trong ngọc giản người cũng đừng để ai khác trên đảo biết việc này vãn bối sẽ cẩn thận làm việc nam tử họ tư đồng dạng đứng dậy cung kính trả lời ơ ờ, hai chuyện này có liên quan đến ba đại thủy tổ ma tộc Mạc Đạo Hữu sớm đã nói với Lão Phu rằng nhiều lắm chỉ có thể cho các ngươi thời gian 5 năm để hoàn thành, nếu chậm trễ đại sự thì các ngươi cũng biết kết quả rồi đấy. Gương mặt ngao khiếu Lão Tổ thoáng cái liền trở nên nghiêm nghị, nói. Tiền bối yên tâm, đám người vãn bối cho dù bỏ cái mạng nhỏ cũng chắc chắn hoàn thành. Bạch Phát Lão Giả và Nam Tử Họ Tư vừa nghe dùng để đối phó thủy tổ ma tộc, sau khi nhìn nhau một cái trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, cơ hồ lập tức thể thốt ra, Lão Phu tìm các ngươi đến đây tự nhiên là do tin tưởng các ngươi, nếu không có việc gì nữa thì các ngươi lập tức đi làm đi, không nên chậm trễ. Ngao khiếu lão tổ khoát tay, sau khi vứt một khối ngọc giản khác cho nam tử họ tư liền nói ra lời tiễn khách. Hai người bạch phát lão giả không dám nói thêm gì, lúc này sau khi thi lễ liền rời khỏi lầu các. Tổ phụ, hai người này không có vấn đề gì chứ. Trên thánh đảo không phải đã có gian tế ma tộc trà trộn sao. Chờ sau khi hai người rời đi ngân nguyệt mới nhíu mày hỏi một câu hắc hắc, nếu hai người này cũng không đáng tin thì những kẻ khác lại càng không thể tin. Hai người này là do Mạc Giản Ly tự mình đề cử với ta, cả hai đều ở trên thánh đảo ngàn năm chưa từng rời đi nửa bước. Và lại, chất nhi cảm thấy gian tế ma tộc có thể thoát được hai mắt tổ phụ sao. Ít nhất tại đại điển trước đó, trong đám trưởng lão thánh đảo không hề có tên nào là gian tế, điều này cũng xem như là tin tốt. Trên khuôn mặt trẻ tuổi của Ngao khiếu lão tổ hiện lên ý cười thản nhiên. Tổ phụ đại nhân nếu hiểu rõ thì Linh Lung đã yên tâm, chất nhi xin phép lên lầu nghi ngơi một lát. Thần sắc Linh Lung buông lỏng, thi lễ nói với ngao khiếu lão tổ. Khi còn ở nhân giới, một phân hồn của Linh Lung vốn được hàn lập thu được thông qua khí linh của một phiến ngọc lưu ly. Khi ấy phân hồn đó có nói xuất thân của mình là Ngân Nguyệt lang tộc cho nên Hàn Lập lấy tên của tộc ấy mà gọi nàng là Ngân Nguyệt. Do đó, từ nay về tại sao hạ mạn phép biên nhân vật nữ chính tại linh giới này sẽ có tên là Ngân Nguyệt, thay thế cho Linh Lung. Chất Nhi đã vất vả mấy tháng, đích xác nên nghỉ ngơi cho khỏe, vậy Chất Nhi lui xuống trước đi. Ngao khiếu lão tổ gật đầu, có chút chiều mến, nói. Tổ phụ đại nhân cũng sớm đi nghỉ, dù sao lão nhân ra người vừa mới khôi phục nguyên khí không bao lâu, không nên lo lắng quá nhiều. Ngân phát nữ tử cũng lo lắng dặn dò một câu, ha ha, chất nhi cho rằng tổ phụ của ngươi thật sự đã già sao. Ngao khiếu lão tổ nhích miệng, ra vẻ bất cần nói. Lấy bộ dáng tổ phụ đại nhân, Chú dù có nói là huynh trưởng của chất nhi thì hơn phân nửa cũng không có người hoài nghi, như thế nào lại nhắc đến chữ giả chứ? Ngân Nguyệt khẽ cười một tiếng, liền thi lễ đi lên lầu. Cước bộ nhẹ nhàng, phảng phất tâm tình đã tốt hơn rất nhiều. Nhà đầu này thật là, hy vọng nó không cần tu luyện vong tình quyết. Ngao khiếu lão tổ nhìn theo bóng lưng ngân phát nữ tử dần biến mất trên cầu thang, trên mặt hiện lên vẻ quan tâm, khẽ thở dài một hơi. Nhưng kỳ quái chính là, sau khi nam tử tóc dài nói xong liền nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên ghế không động đậy, bộ dáng như không định đứng dậy đi lên lầu. Qua thời gian một bữa cơm đột nhiên hắn mở hai mắt thản nhiên nói một câu. Nếu đã tới thì sao không hiện thân, thuộc hạ bái kiến ngao khiếu đại nhân, lời còn chưa dứt, hư không phụ cận liền ba động một chút, một đạo hư ảnh trong suốt chợt lóe hiện ra cách ngao khiếu lão tổ không quá mấy trượng. Hư ảnh này vừa hiện thân, thân hình liền dần dần ngưng tụ rõ ràng, cuối cùng hóa thành một nữ tử thước tha mặc hắc bào. Nữ tử đeo mặt nạ sói màu xanh, hai tay mang găng đen nhánh, một chút da thịt cũng không lộ ra. "Lão ảnh, nhiều năm trôi qua như vậy mà lối trang phục này của ngươi vẫn không thay đổi chút nào a." À. Mí mắt ngao khiếu lão tổ vừa động, lộ ra một chút hứng thú nói. "Phong thái đại nhân cũng vẫn như xưa, lúc trước nghe nói đại nhân độ kiếp mà hao tổn nguyên khí, thuộc hạ quả thực lo lắng rất lâu, hiện tại thấy đại nhân vô sự, thuộc hạ đã yên tâm." Nữ tử đeo mặt nạ không dám chậm trễ, sau khi thi lễ liền cung kính trả lời hắc hắc chỉ là một lần thiên kiếp thì sao lấy được cái mạng của lão phu được rồi không nói nhảm nữa nhiều năm trước ta ra lệnh cho ngươi tới ẩn náu tại thánh đảo phòng ngừa vạn nhất hiện tại ngươi đem tình hình thánh đảo kể lại tỉ mỉ cho ta một lượt lão phu muốn chấn thủ ở thánh đảo một thời gian nhất định cần phải hiểu rõ tình hình trên đảo mới được ngao khiếu lão tổ ngưng trọng nói vâng hiện tại tình hình thánh đảo kỳ thật không được tốt chủ yếu là vì ma tộc bên kia nữ tử đeo mặt nạ nghe vậy không chút do dự kể lại ngao khiếu lão tổ chăm chú lắng nghe gặp chỗ nào không rõ thì mở miệng cắt lời nữ tử hỏi lại cho rõ ràng về phía nữ tử thì cũng chỉ có thể trả lời những thứ mình biết còn những thứ không biết thì chỉ có thể lắc đầu sau khi nữ tử kể xong câu cuối cùng liền lập tức im lặng không nói gì nữa mà vẻ mặt của ngao khiếu lão tổ lại lâm vào trầm ngâm bắt đầu tự định giá lão ảnh ngươi làm không tệ xem bộ dáng thì mấy năm này ngươi cũng không nhàn rỗi bất quá chuyện lần trước lão phu đưa tin cho ngươi điều tra đã có kết quả chưa ngao khiếu lão tổ cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng tinh thần phục hồi lại nhưng đột nhiên hỏi đến một việc khác ngao khiếu đại nhân có lệnh thì lão ảnh sao lại không chuyên tâm đi làm nhưng người mà đại nhân muốn ta điều tra căn bản chưa từng tới thánh đảo lời đồn đãi có liên quan tới hắn mặc dù không ít nhưng tin tức cụ thể thì không có bao nhiêu hơn nữa người này dường như là khổ tu chi sĩ ngoại trừ tu luyện thì dường như rất ít quan hệ với người khác đây chắc cũng là nguyện nhân khiến người này chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền tiến dai lên mấy cảnh giới. Thuộc hạ đã sửa sang lại tư liệu về người này một chút, đại nhân xem thì sẽ rõ. Bên trong phần lớn cũng chỉ là một số lời đồn đãi, không nhất định là thật. Lần đầu tiên trong giọng nói nữ tử lộ ra vẻ khó xử, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì vẫn thành thật trả lời. Là thật hay giả thì lão phu phải xem mới biết được bản lãnh hắn lớn cỡ nào từ hạ giới phi thăng lên linh giới bất quá chỉ hơn ngàn năm liền tạo ra danh tiếng lớn như vậy hơn nữa còn là vướng mắc tâm cảnh chủ yếu của ngân nguyệt sắc mặt ngao khiếu lão tổ trầm xuống có chút âm lệ nói vâng đại nhân hắc bào nữ tử phất tay một đoàn thanh quang liền bay qua ngao khiếu lão tổ giơ tay bắt lấy thanh quang sau đó năm ngón tay khép lại bắt đầu đem thần niệm dò xét bên trong tin tức sao lại ít như vậy hơn nữa đều là tin tức không hoàn chỉnh Dựa theo mấy lời đồn này thì hắn vừa mới tiến giai hợp thể sơ kỳ liền có thể liều mạng với tu sĩ hậu kỳ đại thành, người cảm thấy chuyện này có mấy phần là thật. Sau một lát, Ngao Khiếu lão tổ xem hết tư liệu trong tay, sau khi lạnh giọng một tiếng liền có chút không hài lòng hỏi một câu. Thuộc hạ chỉ làm theo lệnh đại nhân siêu tầm tư liệu có liên quan, còn đúng hay sai thì còn cần đại nhân tự mình phán đoán. Dù sao lúc trước đại nhân không ra lệnh cho ta tự mình ra ngoài điều tra nội dung liên quan. Bất quá, Hiện tại đại nhân có hạ lệnh thì cũng đã muộn, nghe nói trước đó người này gặp ma tộc đuổi giết, đã sớm không rõ tung tích. hắc bào nữ tử cực kỳ chăm chú nói, tung tích không rõ, có thật vậy không, nếu đúng như thế thì thật ra cũng tốt cho tiểu tử nhân tộc Hàn Lập này, chỉ là một gã tu sĩ phi thăng mà cũng dám quấy rối tâm cảnh của Ngân Nguyệt, khiến nó thủy chung không thể thuận lợi tiến dai, cho dù chết trăm ngàn lần cũng không hết tội. Hai mắt ngao khiếu lão tổ chợt lóe hung quang, chậm rãi nói. Chương 1972, Hỏa Ly Tông. Nếu như Ngao Khiếu đại nhân thật sự muốn tính mạng người này thì khi hắn sống sót trở về ta có thể thay đại nhân ra tay một lần, như vậy sẽ không có ai hoài nghi đại nhân. Thanh âm nữ tử đeo mặt nạ bỗng phát lạnh, nói: "Nếu hắn xuất hiện thì ngươi không thể ra tay." Ngao Khiếu lão tổ không chút do dự lắc đầu, "Sao lại thế, chẳng lẽ sợ Ngân Nguyệt biết chuyện này?" Nữ tử đeo mặt nạ dường như biết không ít chuyện về Ngân Nguyệt, có chút kinh ngạc hỏi: nguyên bổn tin tức về người này ta vẫn một mực dấu ngân nguyệt chất nữ vẫn theo bên cạnh ta không tiếp xúc với ngoại giới nhưng trước đó vài ngày tiểu nữ đột nhiên nhận được tin từ một bằng hữu cũ dường như trong lúc vô tình có nhắc tới chuyện tiểu tử phi thăng từ nhân giới này đã trở thành tu sĩ hợp thể kỳ cho nên lần này rời núi nàng nhất quyết đòi đi cùng nếu hẳn tiểu tử nhanh như vậy đã gặp chuyện không may thì cho dù không có chứng cứ gì thì nàng cũng sẽ hoài nghi ta khúc mắc sợ rằng càng khó hóa giải đương nhiên nếu hắn chết trong tay đại quân ma tộc thì lại là chuyện khác sắc mặt ngao khiếu lão tổ sau khi âm tinh bất định một lát mới chậm rãi nói nói như vậy thì có chút phiền phức bất quá để hắn chết trong tay đại quân ma tộc đối với ta cũng không phải là chuyện không thể làm được nữ tử đeo mặt nạ cười khẽ một tiếng bộ dáng rất muốn dồn hàn lập vào chỗ chết ta nói không được là không được hiện tại đại chiến với ma tộc sắp bắt đầu mỗi một tồn tại hợp thể kỳ đều là chiến lược quý giá tuyệt không thể dễ dàng mất đi được nếu không thì ta đã sớm khiến thiên khuê từ nay về sau biến mất trên thế gian này, sao có thể lưu tính mạng hắn đến tận bây giờ. Sắc mặt ngao khiếu lão tổ trầm xuống, dùng khẩu khí ra lệnh nói. Nếu đại nhân đã nói như thế thì ta sẽ không nhúng tay vào việc này, nếu không thì ta thật đúng là cảm thấy hứng thú với kẻ được xưng là thiên tài tu luyện 10 vạn năm mới xuất hiện của nhân tộc. Nữ tử đeo mặt nạ sau khi cười khẽ một tiếng thì không nói thêm gì nữa. Lão ảnh, người làm ảnh vệ của ta đã bao nhiêu năm rồi. Đột nhiên, ngao khiếu lão tổ hỏi một câu đại khái khoảng năm sáu vạn năm sao đại nhân lại đột nhiên hỏi như thế nữ tử đeo mặt nạ ngẩn ra có chút kinh ngạc hỏi ngược lại năm đó ta cứu người từ dòng chảy thời không ra người thể đã sẽ thuần phục ta mười vạn năm cũng lập tức cùng ta thiết lập hồn khế mười vạn năm hiện tại ta định đem thời gian mấy vạn năm còn lại chuyển qua cho ngân nguyệt ý của ngươi thế nào ngao khiếu lão tổ nghiêm nghị nói ngao khiếu đại nhân Mặc dù ta cảm tạ đại ân cứu mạng nên mới cùng ngươi thiết hạ hồn khế ước, nhưng nguyên nhân chủ yếu vì ngươi là một tồn tại đại thừa kỳ, thực lực đủ khiến ta tâm phục khẩu phục. Nếu không năm đó ta đã dùng cách khác để báo đáp ân cứu mạng. Nữ tử đeo mặt nạ nghe vậy lại nhướng mày một cái, có chút không hờn không giận nói. Như thế nào, nguyên nhân chủ yếu khiến ngươi không muốn là vì tu vi ngân nguyệt không đủ sao? Ngao khiếu lão tổ thản nhiên nói, không sai, nhà đầu ngân nguyệt kia từ nhỏ đến lớn ta luôn quan sát, đối với nàng cũng có chút cảm tình. Những điều kiện khác không tính, nhưng chỉ một điểm là tu vi nàng thật sự quá yếu, ít nhất cũng phải là hợp thể kỳ thì ta mới có thể che chở. Người hẳn cũng biết quy tắc của lão thú nhất tộc chúng ta, cho dù là ta cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Nữ tử đeo mặt nạ thở dài một hơi, dường như có chút bất đắc dĩ nói. Nếu chỉ vì thực lực không đủ thì ngươi yên tâm, nhà đầu kia không quá trăm năm liền có thể tiến giai hợp thể kỳ, thậm chí sau này tiến giai lên đại thừa kỳ cũng không phải là không có cơ hội, Ngao Khiếu lão tổ bỗng cười rộ lên, "Ngao Khiếu đại nhân, ngươi nói vậy là có ý gì?" Trong mắt nữ tử chợt lóe kỳ quang, kinh ngạc hỏi, "Ngươi còn chưa biết, Ngân Nguyệt đã thức tỉnh được Thất tinh nguyệt thể, có loại thiên phú này trong người, ngươi cảm thấy lời ta vừa nói có quá đáng không?" "Bất quá, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, việc này ngoại trừ ta và Ngân Nguyệt thì chưa có người thứ ba biết được việc này." Ngao Khiếu lão tổ trịnh trọng nói, "Lại có loại chuyện này sao? Nếu đúng như thế thì ta cũng không phải là không làm được." bất quá, ta còn phải xác nhận đã rồi mới tính tiếp. Nữ tử đeo mặt nạ sau khi trầm ngâm một lát, có chút miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, có người bảo vệ bên cạnh ngân nguyệt trước khi tu vi nàng đại thành thì lão phu cũng không lo lắng. Việc này không nên chậm trễ, vài ngày sau ta sẽ an bài tất cả cho ngươi, chứng minh thất tinh nguyệt thể của ngân nguyệt xong, ta sẽ đem hồn khí ước chuyển giao qua. Thần sắc ngao khiếu lão tổ buông lỏng, nói, đại nhân đã nói thế thì ta hiển nhiên sẽ hợp tác. Bất quá, Ngao Khiếu đại nhân nóng lòng như thế chẳng lẽ là không tự tin về đại chiến sắp tới nên mới an bài đường lui cho Ngân Nguyệt. Nữ tử đeo mặt nạ gật đầu, đột nhiên có chút giảo hoạt hỏi một câu. "Hắc hắc, lão phu nếu không tự tin thì sao lại tự mình chạy đến nơi này?" Mặc dù không biết bên ma tộc bầy Mưu tính kế thế nào nhưng lúc này đây ta và đại thừa kỳ mấy tộc khác liên thủ, phần thắng kể ra cũng không ít. Cụ thể ra sao thì ta không tiện tiết lộ, hiện tại cái cần làm là nghĩ ra thủ đoạn phòng ngự. Huống hồ cho dù không có ma kiếp thì lui kiếp lần kế tiếp tới ta cũng không thể chống đỡ được cho nên an bài một số chuyện cũng là đương nhiên. Ngao khiếu lão tổ ngạo nghễ nói, thấy vẻ mặt nam tử tóc dài như vậy, trong mắt nữ tử chợt lóe quang mang nhưng không nói thêm gì. Lúc này khẩu khí ngao khiếu lão tổ ngưng trọng, bỗng nhiên nói. Bây giờ ta không còn chuyện gì để nói, người trước lui đi. Trên đảo hẳn là bắt đầu bố trí điều tra gian tế ma tộc, người cũng đừng để bị phát hiện, nếu không vạn nhất bị hiểu lầm thì phiền toái cũng không nhỏ ít nhất thân phận đang che giấu hiện tại ngươi cũng không thể nào dùng tiếp được. Vâng, đại nhân, vậy lão ảnh xin cáo lui. Nữ tử gật đầu, thân thể mềm mại khẽ chuyển liền hóa thành hư ảnh giống như lúc đến, cũng theo một đạo không gian ba động mà biến mất không thấy tung tích. Ngao khiếu lão tổ thấy cảnh này hai mắt híp lại một lát, cuối cùng phát ra một tiếng than nhẹ, lần nữa nhắm hai mắt lại. Bên kia, trong một dãy núi cách thiên uyên thành hơn 10 vạn dặm, một đám tu sĩ nhân tộc mặc quần áo màu đỏ lặng lẽ ẩn núp trên ngọn núi đang nhìn về phía một hạp cốc cực kỳ bí ẩn ở phía xa. Đám tu sĩ này nam nữ đều có, đa số đều là thanh niên hai ba mươi tuổi, trong đó có mấy người tóc xám trắng, thần quang trong mắt ẩn hiện, bộ dáng tu vi pháp lực cực kỳ tinh thuần. Nhưng kỳ quái chính là đám tu sĩ này sắc mặt đều lộ vẻ tiều tụy, trên người có vẻ phong trần, dường như đã trải qua một quãng đường rất xa mới đến được nơi này. Lý sư đệ, người xác định không sai chứ, trong hạp cốc nọ thật sự có truyền tống pháp trận của Thiên Uyên Thành, có thể khiến chúng ta trực tiếp tiến vào trong thành. Một bạch phát lão giả sau lưng đeo hai thanh trường kiếm vàng xanh, sau khi thu ánh mắt lại liền xoay người hỏi một lão giả trên mặt có sẹo. "Trưởng môn sư huynh yên tâm, truyền tống pháp trận này chuyên dùng cho trưởng lão trong Thiên Uyên Thành, người biết cực kỳ ít. Lúc đầu nếu không phải một gã kim vệ trong thành là người quen của ta, hơn nữa trong một lần say rượu vội ý nói ra thì ta căn bản không biết việc này." lão giả mặt sẹo kia không suy nghĩ thêm lập tức trả lời điều này cũng khó nói hiện tại khu vực ma tộc chiếm giữ không hề nhỏ nơi bí ẩn cỡ nào thì cũng có khả năng bị phát hiện lão giả lắc đầu giọng điệu cực kỳ lo lắng nói nhưng hiện tại thiên uyên thành đã bị ma tộc bao vây chúng ta muốn trực tiếp xông qua căn bản là tự tìm đường chết cũng chỉ có theo lời lý sư đệ thử một lần một lão ấu khuôn mặt cực kỳ xấu xí có chút không nhịn được mở miệng nói lời sư muội nói không sai hiện tại đích xác đã không còn đường lui nữa. Nếu tiếp tục ẩn núp bên ngoài thì sớm muộn gì hỏa ly tông ta cũng bị ma tộc tiêu diệt, chỉ có tiến vào thiên uyên thành mới có thể bảo vệ được truyền thừa bổn tông. Xem ra chỉ có thể mạo hiểm mà thôi. Sắc mặt lão giả đeo song kiếm sau khi âm tình bất định một lát liền cắn răng nói. Sư huynh sáng suốt, nhân tộc chúng ta trước kia đã trải qua không biết bao nhiêu lần ma kiếp, ba đại hoàng thành cũng không ổn định, chỉ có thiên uyên thành mới không bị công phá, nếu có thể tiến vào trong thì hiển nhiên tính mạng được đảm bảo ta sẽ an bài một số đệ tử đi qua xem xét một chút. Lão giả mặt sẹo nghe vậy liền mừng rỡ, "Không cần phái đệ tử bình thường, nếu ma tộc thật sự bố trí cạm bấy thì đệ tử bình thường sợ rằng không thể phát hiện được, cứ để ta tự mình đi dò xét thì ôn thỏa hơn. Cho dù vạn nhất mắc bấy thì ma nhân bình thường cũng không cách nào ngăn cản được ta." Lão giả đeo kiếm vuốt râu, bộ dáng vô cùng kiên định, nói, "Cũng tốt, cứ làm theo lời sư huynh nói, ta và Lý sư đệ sẽ đi theo sư huynh một chuyến." lão ấu sau khi hơi suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Không được, tu vi sư muội trong tông chỉ thấp hơn ta, ở lại đây với mấy vị sư đệ khác tỏa chấn thì tốt hơn. Vạn nhất có chuyện gì, không cần chờ chúng ta trở về lập tức dẫn theo đệ tử rút lui ngay. Lý sư đệ, dương sư đệ, hai người các đệ theo ta đi một chuyến. Hai đệ, một người hiểu biết tin tức về truyền tống pháp trận, một người am hiểu cấm chế pháp trận chi đạo, nói không chừng có tác dụng. Lão giả đeo kiếm không hề trần chờ, trực tiếp nói lão giả mặt sẹo và một lão nho khuôn mặt nho nhã khác lập tức đứng dậy đáp ứng một tiếng vì thế lão giả đeo kiếm sau khi dặn dò mọi người ở lại vài câu liền dẫn theo hai người thôi động đột quang bay đi bắn thẳng về hạp cốc phía xa đám tu sĩ nhân tộc còn lại tao động một trận hiển nhiên đều khẩn trương nhìn phương hướng đột quang xa xa ngay cả lão giả lưng đeo kiếm và đám tu sĩ nhân tộc liên quan đều không nghĩ ra trong hư không cách dãy núi này mấy ngàn dặm một đạo thanh hồng mờ nhạt cũng bắn thẳng đến cùng mục tiêu trong độn quang, một thanh niên hơn 20 tuổi đang cầm một ngọn núi nhỏ màu đen chơi đùa trong tay, ánh mắt thi thoảng lại nhìn ra xung quanh, bộ dáng bình thản vô cùng. Mà trên đầu vai hắn, một nữ đồng khoảng 3-4 tuổi mũ mĩm mặt mày sáng sủa, một tay túm lấy vạt áo đầu vai hắn, một tay cầm lấy một loại linh quả không biết tên vui thích nhấm nháp. chương 1973, xuất thủ, Hàn lập nghiêng đầu liếc nhìn nữ đồng trên đầu vai, khóe miệng lộ ra một tia cười thản nhiên, Nữ nồng này không phải ai khác chính là báo lân thú tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu. Tiểu thú này ngay khi hắn chạy về đến nhân tộc thì rốt cục cũng thức tỉnh, hơn nữa lại khiến cho hắn kinh ngạc ngoài dự đoán. Con thú này vừa tỉnh lại liền bắt đầu độ kiếp hợp thể kỳ. Lấy huyết mạch chân linh kỳ lân của nó, thiên kiếp phủ xuống hiển nhiên kinh thiên động địa cực kỳ, cực kỳ lợi hại. Mà thiên kiếp là thứ mà không phải người ngoài có thể nhúng tay vào. Hàn Lập cho dù ở gần trong gan tắc thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó thiếu chút nữa tan thành cho bụi trong thiên kiếp. Cũng may nó cắn nuốt yêu đan của ám thú vương, cũng bộc lộ ra vài loại thần thông mới thì lúc này mới kiên trì được, cuối cùng miễn cưỡng độ qua kiếp nạn này, biến ảo thành hình người. Lúc đó báo lân thú hiển nhiên trên người đầy thương tích. Nếu không phải Hàn Lập không tiếc vô số linh dược, mạnh mẽ xuất thủ cứu giúp thì sợ rằng nó khó giữ được mạng nhỏ. Nhưng, Khiến Hàn Lập có chút không biết nói gì đó là sau khi báo lân thú độ kiếp lại biến ảo thành một nữ đồng thoạt nhìn so với Khúc Nhi còn muốn nhỏ tuổi hơn. Nếu đổi lại là người thường, tuổi nhỏ cỡ này sợ rằng ngay cả nói cũng không nói rõ. Cũng may nữ đồng do nó biến thành mặc dù nhìn như nhỏ tuổi, nhưng hiển nhiên sẽ không thật sự chỉ biết nói bi ba bi bo mà còn có thể trực tiếp dùng thần niệm giao tiếp. Bởi vì tiểu thú ngoài ý muốn độ kiếp, hành trình trở về Thiên Uyên Thành của Hàn Lập hiển nhiên bị chậm trễ một chút. Ước chừng mất đến mấy tháng. Sau khi đem thương tích của báo lân thú chữa trị xong hoàn toàn, hắn liền dẫn nó bay thẳng về phía Thiên Uyên Thành. Hiện tại nơi hắn muốn đi chính là vài chỗ đặt truyền tống trận bí ẩn dành cho trưởng lão trong Thiên Uyên Thành. Bởi vì đây chỉ là truyền tống trận nhỏ, một lần truyền tống không quá hai người cho nên Thiên Uyên Thành cũng không sợ bị ma tộc phát hiện nhân cơ hội trực tiếp xâm nhập vào trong thành. Dù sao nơi truyền tống một lần hai người cũng đã có cấm chế và trọng binh trông coi, cho dù ma tôn hợp thể kỳ tiến vào kết quả cũng chỉ có thể bị vây giết mà thôi hàn lập tính toán cẩn thận thầm mong nơi này đừng biến thành chỗ mai phục của ma tộc dẫn dụ tu sĩ nhân tộc tự đâm đâu vào lưới đương nhiên cho dù có mai phục lấy tu vi vừa tăng tiến của hắn mà nói thì cũng không cần để tâm hiện tại ngoại trừ hóa thân thánh tổ ma tộc ra đám tu sĩ hợp thể hậu kỳ bình thường đã không còn xứng là đối thủ của hắn cho dù lại bị thánh tổ ma tộc đuổi giết chạy chối chết như hai lần trước hắn cơ hồ xem nhẹ đến mức có thể bỏ qua dù sao hóa thân thánh tổ phủ xuống giới này chỉ là để thống lĩnh đại quân ma tộc đâu có thể nào ngồi ở một chỗ mai phục ai đó. Thậm chí ngay cả khi nơi này có xuất hiện ma tôn thì xác suất cũng không cao. Đại quân ma tộc đang tấn công thiên uyên thành vào thời điểm mấu chốt, cao tầng ma tộc sẽ không lãng phí lực lượng vào mấy chuyện nhỏ này. Hàn lập một bên tự định giá, một bên thúc giục độn quang. Theo đó, đạo thanh hồng cứ thản nhiên chấp động, không lâu sau liền tiến gần dãy núi phía trước. Hàn lập đang muốn thúc giục độn quang trực tiếp bay vào trong, đột nhiên thần sắc vừa động mà ồ. Một tiếng, Thanh quang ngoài thân thu lại trực tiếp hiện ra thân hình, hai mắt khẽ nhíu nhìn về chỗ sâu trong dãy núi. La mang trong mắt chấp động, hai mắt sau khi mơ hồ một chút, tất cả mọi thứ trong phạm vi ngàn dặm đều hiện rõ trước mắt. Kết quả, chỉ thấy phía chân trời hiện lên hơn người đạo độn quang màu sắc khác nhau đang hoảng hốt bối rối bắn về phía này. Phía sau những độn quang đó là một đám ma vân đen thui đang cuồn cuộn đuổi sát không tha. Bên trong hắc sắc ma khí mơ hồ có thể thấy một số ma thú giữ tợn và một số giáp sĩ ma tộc đang huy động binh khí. Phía sau cùng 10 đạo độn quang, một gã Bạch Phát lão giả đang liều mạng thúc dục hai thanh phi kiếm một xanh một vàng điên cuồng chém về phía Ma Vân. Mỗi một đạo kiếm quang sau khi chém ra đều hóa thành cự kiếm hơn 10 trượng, mỗi lần đều chém nứt Ma Vân ra làm hai. Uy lực hai khẩu phi kiếm quả thực không nhỏ, dường như đã vượt xa khả năng khống chế của lão giả có tu vi luyện hư kỳ này. Bất quá mỗi khi bạch phát lão giả chém ra một kiếm sắc mặt liền trở nên tái nhợt đi vài phần, đôi khi lại chuyển sang trắng bạch không có chút máu, nhưng hắn vẫn há miệng phun ra hai luồng tinh huyết lên hai thanh phi kiếm. Theo đó, đạo đạo kiếm quang so với trước càng thêm chói mắt, nơi kiếm quang đi qua, ngay cả một phần ma thú, giáp sĩ bên trong ma vân đều không kịp né tránh, nhất kích tất sát. Liên tiếp vài kiếm liền có mấy trăm giáp sĩ ma tộc biến thành cho bụi tại trận. Nhưng hành động như thế hiển nhiên cũng chọc giận cao dai ma tộc ẩn sâu trong ma vân một tiếng giống to truyền ra, đột nhiên từ trong ma vân phóng ra phi xoa ba đầu đen như mực, thoáng một cái liền biến dài hơn trăm trượng, sau một trận loạn hưởng đinh tai nhức óc liền chợt lóe bắn thẳng về phía kiếm quang. Tiếng nổ kinh, thiên động địa truyền đến, kiếm quang và hắc mang đan sen vào nhau phảng phất như sấm vang chấp giận. Kiếm quang thô to sau khi tán đi liền hóa thành phi kiếm phóng về phía sau, quang mang trở nên cực kỳ ảm đạm mà khẩu phi xoa nọ sau khi gào thét một tiếng cũng bắn trở về trong ma vân, dường như cũng bị thương tổn không nhẹ, ngươi dám hủy bảo vật của ta lát nữa nếu để ta bắt được ta sẽ chậm rãi trừ hồn luyện phách ngươi cao giai ma tộc trong ma vân vừa thấy bộ dáng phi xoa như vậy nhất thời điên cuồng hét lớn không ngừng tiếp theo ma vân quay cuồng một cái rồi trực tiếp phóng thẳng về phía lão giả bạch phát lão giả thấy cảnh này sắc mặt đại biến bất chấp thương tiếc phi kiếm bị hao tổn đột nhiên thu hai phi kiếm lại nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kinh hồng xanh vàng bỏ chạy mà lúc này bởi vì có lão giả toàn lực ngăn cản cho nên đám đệ tử liền bỏ chạy hơn mấy trăm dặm đám ma tộc trong ma vân phía sau hiển nhiên không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy lúc này ma phong nổi lên khí thế hung hãn lần nữa đuổi theo bạch phát lão giả một bên khống chế kiếm quang bay đi một bên từ trong người lấy ra mấy khối đan dược không cần nhìn bỏ vào miệng lại dùng ánh mắt nhìn về phía ma vân đuổi sát phía sau trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng lúc trước hắn dẫn theo hai gã sư đệ tiến vào trong sơn cốc tìm truyền tống trận ngay cả khi trước đó đã sớm đề phòng nhưng vẫn bị lọt vào mai phục của ma tộc, bị bảy tám gã ma tộc cùng dai vây công. Nếu không phải hai vị sư đệ liều mạng tự bảo Nguyên Anh làm bị thương mấy tên cao dai ma tộc thì sợ rằng ngay cả hắn cũng phải chết tại trận. Nhưng ngay cả khi như vậy, hắn cũng bị tàn dư ma tộc truy đuổi, lúc này tình hình càng thêm vạn phần nguy hiểm. Đừng nhìn mói vừa rồi hắn uy phong lẫm liệt, dễ dàng chặn truy binh ma tộc như vậy nhưng trên thực tế là do thúc dục trí bảo thiên can song kiếm chấn tông chi bảo khiến một thân pháp lực sớm đã tổn thất đến chín phần. Đó cũng là nguyên nhân vì sao mới vừa rồi hắn không tiếp tục ở lại ngăn cản ma vân. Hiện tại, ngay cả khi môn nhân nhìn như có nửa phần cơ hội trốn thoát, nhưng lấy tu vi của môn hạ đệ tử thì bị ma vật đuổi theo cũng là chuyện sớm hay muộn. Càng huống chi nơi này là khu vực ma tộc chỉ ếm lĩnh, muốn chính thức chạy thoát trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không thì căn bản là chuyện mơ tưởng. Bạch Phát lão giả càng suy nghĩ, trong lòng càng trầm xuống, biết rõ tình thế đã không thể cứu vãn được nữa nhưng cũng chỉ có thể kiên trì chống đỡ đến cùng. Vì vậy một bên đuổi, một bên chạy, trong nháy mắt hai bên đã chạy gần ra khỏi dãy núi. Lúc này, trong đám tu sĩ nhân tộc phía trước, hơn 10 tên đệ tử pháp lực thấp kém chưa phát hiện ra đã bị bỏ lại phía sau một khoảng xa, mắt thấy đám ma thú cùng ma tộc giáp sĩ đang gầm rú trong ma vân đã gần đuổi tới sát người. Đám đệ tử này nhất thời sắc mặt đại biến, Bạch phát lão giả thấy cảnh này thầm thở dài một tiếng, dùng thành âm nhỏ đến mức không thể nghe thấy mà tự nói một tiếng. Thôi kệ, chống đỡ được tới đâu thì tới. Theo đó, hắn liền thúc giục đạo kinh hồng quay đầu lại, lần nữa phóng ra linh mang kinh người bắn thẳng về phía ma vân. Trong ma vân phát ra tiếng cuồng tiếu, hắc khí quay cuồng một trận, từ trong ma vân đồng thời bay ra bốn cao dai ma tộc luyện hư kỳ, dáng người vô cùng cao lớn. Trong đó, một tên hai tay cầm hắc sắc ma xoa, đúng là cao giai ma tộc mới vừa đánh lui phi kiếm của lão giả, ba tên còn lại tu vi cũng không kém chút nào. Mắt thấy đạo kinh hồng do bạch phát lão giả biến thành sắp đến bầu trời phía trên ma vân, bốn ma đầu đồng loạt cầm bảo vật trong tay ném lên trời. Một hắc sắc cự xoa, hai khẩu âm sâm cốt kiếm, một lam sắc cự kiếm, một hoàng sắc cự chuyên to như ngọn núi đồng thời chấp động một cái, không biết làm thế nào đã vây đạo kinh hồng vào bên trong, khiến lão giả không thể không hiện hình. Lúc này, bốn ma đầu thúc giục năm kiện bảo vật, Khí thế phô thiên cái địa đánh xuống đầu lão giả. Lão giả thấy cảnh này, cười khổ một tiếng, chỉ có thể đem pháp lực còn sót lại trong người điều động ra rót hết vào trong hai khẩu phi kiếm. Nhất thời, hai thanh kiếm một xanh một vàng phát ra tiếng vù vù, lần nữa hóa thành hai đạo kiếm quang thật lớn, một tầng kiếm mạc dày vô thanh vô tức xuất hiện trên đỉnh đầu lão giả bao phủ toàn thân vào trong. Ngay cả khi hai khẩu phi kiếm này rất có lai lịch, nhưng uy lực một kích liên thủ của bốn ma đầu cũng vượt xa tưởng tượng của thường nhân năm kiện ma bảo chỉ đánh một kích khiến kiếm mạc liền vỡ vụn thành từng mảnh tiếp theo vẫn không ngừng lại khí thế hung hãn đánh xuống lão giả bạch phát lão giả sắc mặt trắng bệch chỉ có thể miễn cưỡng há miệng phun ra một cổ thanh hà lên trời tới nước này hắn cũng chỉ có thể liều mạng dãy ruộng mà thôi nhưng đúng lúc này một đạo thanh âm nam tử bỗng thản nhiên vang lên trong hư không gần đó hư chỉ là mấy tên ma vật luyện hư kỳ mà cũng dám ra tay giết người trước mặt ta sao nếu đã tới thì để lại mạng cho ta Lời vừa dứt lời, nhất thời một tiếng sét đánh nổi lên. Một đạo nhân ảnh xuất hiện cách lão giả không đến vài trượng, hơn nữa còn tùy ý khẽ phất tay lên một cái. Một màn kinh hãi xuất hiện, năm kiện ma bảo đang hạ xuống trong phút chốc liền trứng lại, đồng thời bị một cổ cự lực đánh bật lên trời cao. Bốn gã cao dài trong nháy mắt liền mất đi khống chế với bảo vật, nhất thời cả đám thất kinh một trận. Chương 1974, vào thành Lúc này bọn họ mới nhìn rõ nhân ảnh xuất hiện bên cạnh Bạch Phát lão giả là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Không phải Hàn Lập thì là ai, nhưng không chờ đám cao giai ma tộc đang kinh sợ lấy lại quyền khống chế bảo vật, hư không trên đầu chúng liền xuất hiện ba độc, một đạo kim quang từ đó bắn ra, lấy tốc độ khó tin bay xung quanh bọn chúng một vòng, sau đó một thứ gì đó mơ hồ xuất hiện trên hư không hơn 10 trường. Độn quang thu lại hiện ra một đầu hoàng sắc dị thú lớn khoảng một trường. Con thú này thon dài, hình thể giống như con báo nhưng trên đầu có hai sừng nhỏ màu xanh biếc, thoạt nhìn trông có vẻ vạn phần thần bí. Nó vừa hiện thân, liền quay đầu về phía bốn gã ma tộc, hai mắt lộ ra vẻ châm chọc. Mà quỷ dị chính là, bốn gã ma tộc vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ vô cùng kỳ quái. Nhưng sau đó một khắc, thân hình bốn gã ma tộc đột nhiên hiện ra vô số vết máu nhỏ, trong ánh mắt kinh hoàng của bạch phát lão giả liền biến thành từng đống thịt nát. Một cỗ huyết phụ từ không trung rơi xuống, thoáng cái liền nhập vào ma vân phía dưới. Đám đê dai ma thú trong ma vân sau khi dính phải đám ma huyết này thoáng cái liền trở nên vô cùng điên cuồng, rồi bắt đầu cuồng hống cắn xé lẫn nhau. Mà đám giáp sĩ ma tộc thì trợn mắt há mồm, nhưng không biết là tên nào đột nhiên quát to một tiếng, hơn trăm tên ma tộc đột nhiên quay đầu chạy về phía sau. Không tên nào còn để ý đến đám ma thú kia, Hàn Lập thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, nếu hắn đã ra tay như thế nào lại để đám ma tộc này chạy mất được, lúc này truyền âm cho báo lân thú. Đám ma thú đó giao cho ngươi, còn đám ma tộc này thì để ta tự mình lo liệu. Hoàng sắc dị thú vừa nghe Hàn Lập phân phó, cái đầu đầy lông khẽ gật một cái, thân hình thoáng nhoáng lên liền huyễn hóa ra hơn 10 đạo kim sắc hư ảnh mờ nhạt, như chớp giật lao thẳng vào đám ma thú đê dai bên dưới. Về phần Hàn Lập, chỉ thấy hắn đứng yên tại chỗ phất tay lên một cái, năm ngón tay nắm chặt lại một cách hết sức bình thường. Ầm ầm, một đoàn kim sắc lôi quang kim quang chói mắt nhất thời hiện ra trong tay nhưng sau khi năm ngón tay mở ra trong nháy mắt kim quang trong tay cuồng trướng một trận rồi bắn ra vô số đạo điện hồ to cỡ ngón tay chỉ thấy kim quang cuồng hiện đầy trời mỗi một đạo điện hồ đều trước một cái liền như thuấn di mà đến sau lưng đám giáp sĩ ma tộc xa xa cũng hung hăng đánh lên lấy công hiệu ích tà của ích tà thần lôi đám ma tộc đê giai này sao có thể ngăn trở được sau một trận sấm nổ ầm ầm bộc phát ra thân hình đám ma tộc và cả chiến giáp đều biến thành cho bụi trong kim quang chỗ nào lôi quang đi qua nơi ấy ma vân, ma phong đều bị càn quét không còn một mảnh. Lúc này, 10 hư ảnh do báo lân thú biến thành cũng đã xong việc, đám ma thú đê dai trong khoảnh khắc cũng đều nối gót đi theo mấy tên cao dai ma tộc, đồng dạng hóa thành một đống thịt nát. Mà tất cả từ khi xảy ra cho đến khi chấm dứt bất quá cũng chỉ diễn ra trong thời gian vài lần hô hấp, thậm chí ngay cả bạch phát lão giả còn chưa kịp phản ứng thì truy binh đã chết sạch. Đa tả tiền bối ra tay cứu giúp, tiền bối chẳng lẽ là trưởng lão thiên nguyên thành. Bạch Phát lão giả lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng chắp tay thi lễ với Hàn Lập, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi nhưng cũng không ít vẻ mừng rỡ, nói: "Ừm, um, cứ xem là thế đi, các ngươi là tu sĩ nơi nào, không lo ẩn núp cho tốt mà lại chạy đến nơi đây làm gì? Chẳng lẽ không biết những nơi gần Thiên Uyên Thành sớm đã là thiên hạ của ma tộc?" Thân sắc Hàn Lập không đổi nhìn lão giả một cái, lạnh nhạt hỏi: "Hồi bẩm tiền bối, đám người vãn bối vốn là tu sĩ của Hỏa Ly tông." Chỗ bổn tông ẩn thân không may bị ma tộc phát hiện, bất đắc dĩ phải rời tông đến đây, nhưng không nghĩ rằng truyền tống trận phía trước lại bị ma tộc thiết lập mai phục, thiếu chút nữa đã chết tại trận. Bạch phát lão giả không dám chậm chế, vô cùng cung kính trả lời. Truyền tống trận phía trước thật sự đã bị ma tộc khống chế sao? Ngoại trừ mấy tên ta vừa giết ra thì còn có cao dai ma tộc nào khác bên kia không? Hàn lập nghe vậy đôi lông mày khẽ nhíu lại, tiếp tục hỏi. Truyền tống trận bên kia còn mấy cao dai ma tộc khác nhưng chúng đều bị thương, nếu không thì cũng không chỉ có chút ma nhân ấy đuổi giết đám người vãn bối. Bạch Phát lão giả không có chút ý giấu giếm, thành thật trả lời. Chỉ còn lại mấy tên, nếu như vậy thì giải quyết luôn một lượt đi, động tác phải nhanh gọn, nếu không sợ rằng khi bọn chúng biết tin sẽ như chó cùng rứt dậu mà hủy diệt pháp trận. Hàn Lập nhướng mày, thì thào tự nói hai câu, lão giả nghe vậy thì sắc hơi đổi, giờ phút này, đám đệ tử Hỏa Ly tông còn sống dưới sự dẫn đầu của lão phụ xấu xí. Thân sắc khác nhau tán loạn bay về bên cạnh lão giả, ánh mắt đều nhìn về phía Hàn Lập hiển nhiên cực kỳ kính sợ. Mà không chờ đám tu sĩ đó nói gì, Hàn Lập đã ngoắc hoàng sắc dị thú một cái, thanh quang ngoài thân chợt lóe liền hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh về phía sâu trong hạp gốc. Báo Lân thú sau khi phát ra quang mang chói mắt cũng hóa thành một đạo kim quang bám theo sát. Trong nháy mắt, hai người chấp động vài cái liền biến mất cuối chân trời. Trưởng môn sư huynh, chúng ta nên làm gì đây? Lão phụ nhân kia vội vàng bay đến gần Bạch Phát lão giả, ngưng trọng hỏi: "Còn sao nữa, hiển nhiên là đi theo vị tiền bối này. Có vị tiền bối này mở đường, chúng ta tiến vào Thiên Uyên thành hẳn là không thành vấn đề. Tất cả mọi người đuổi theo, có thể bình yên vào thành hay không đều phụ thuộc vào lần này." Bạch Phát lão giả không chút do dự trả lời: "Được, chúng ta cùng nhau đuổi theo." Lão phụ nhân cũng gật đầu nói phải. Lúc này, Bạch Phát lão giả bất chấp pháp lực trong người đã khô kiệt, sau khi vội vàng lấy ra một số đan dược ăn vào, tay điểm lên người vài cái, trên mặt liền hiện lên một tia đỏ đậm không bình thường, lần nữa khôi phục chút pháp lực trong đan điền. Tiếp theo, dưới sự dẫn đầu của hai tu sĩ luyện hư kỳ, mười mấy tên đệ tử Hỏa Ly tông đều thôi động độn quang cùng nhau bay về phía hạp gốc. Khác với sự bất an lo sợ lúc trước, lúc này vẻ mặt cả đám đệ tử Hỏa Ly tông cơ hồ đều lộ ra kích động và tràn đầy hy vọng. Khoảng cách hơn ngàn dặm đối cấp bậc tu sĩ như chúng mà nói thì hiển nhiên không đáng kể. Sau một lát, trước mắt những người này liền hiện ra hạp cốc lúc trước, kết quả chưa chờ bọn hắn tới gần, đột nhiên nghe được một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong hạp cốc phóng lên mấy đạo kiếm khí màu xanh, chợt lóe liền bỗng nhiên biến mất không thấy. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một cỗ ma phong bỗng nhiên từ sâu trong hạp cốc phóng ra, bên trong mơ hồ có một ma ảnh đen thui hai sừng, vẻ mặt kinh hoàng nhắm một hướng bỏ chạy thục mạng. Thấy cảnh này, Bạch Phát lão giả và lão phụ nhân nhìn nhau một cái, từ trên mặt đối phương có thể nhìn ra vẻ vui mừng. Xem ra, vị tiền bối nọ dường như vô cùng thuận lợi diệt sát hết đám ma tộc ở trong hạp gốc. Một tiếng xé gió từ trên thân hai người phát ra, hai thanh kiếm xanh, vàng sau lưng lão giá bay vút ra, lão phụ nhân thì mở miệng phun ra một phi nhận màu bạc. Hai người hiển nhiên định đánh chó xuống nước, muốn mạnh mẽ ngăn ma anh kia lại. Nhưng chưa chờ bọn họ hành động, trong hạp gốc liền truyền ra một tiếng hử lạnh, một đạo kiếm quang dài hơn 10 trượng chợt lóe, lập tức biến ảo thành một phiến kiếm khí màu xanh, đem ma anh trong ma phong bao phủ vào trong. Chỉ thấy trong hàn quang chấp động, ma anh ngay cả kêu lên một tiếng cũng không kịp, lập tức hư không biến mất. Mà thanh sắc kiếm quang kinh người nọ sau khi thu lại liền biến thành một phi kiếm màu xanh bắn ngược về chỗ sâu trong hạp gốc. Đám người các người nếu muốn tiến vào thiên uyên thành thì nhanh lên. Viện binh ma tộc nói không chừng sẽ lập tức chạy đến. Thanh âm lo lắng của hàn lập thản nhiên truyền ra từ hạp gốc, tiếp đó liền không nghe thấy bất cứ lời nào nữa. Nhanh, nhanh bay qua. Bạch Phát lão giả nghe vậy thần sắc mừng như điên, lập tức quát một tiếng chói tai về phía môn hạ đệ tử. Nhất thời những tu sĩ liên quan đều lấy hết khí lực hóa thành hơn 10 đạo kinh hồng bắn thẳng vào trong hạp cốc. Thiên Nguyên Thành, trong đại điện truyền tống bị cấm chế nào đó vây quanh, hai gã vệ sĩ Nguyên Anh kỳ đang đứng ở cửa tán gấu chuyện gì đó. Đột nhiên, một tòa trong số mười mấy truyền tống trận đột nhiên bộc phát bạch quang chói mắt, đồng thời từng trận ầm ầm bỗng nhiên từ đó phát ra. Không tốt! có người muốn truyền tống vào, lập tức mở tất cả cấm chế ra, đồng thời mau đi bẩm báo trường đại nhân. Một gã vệ sĩ Nguyên Anh Kỳ nhất thời vô cùng hoảng sợ, kinh hô một câu. Một gã thủ vệ khác không nói hai lời, tay thoáng nhoáng lên, linh quang chấp động, một trận bàn màu lam nhất thời hiện lên, tay kia hung hăng vỗ một trường. Một tiếng trầm muộn phát ra, trận bàn thoáng cái liền phát ra ngũ sắc quang hà, cả tòa điện phủ lập tức hiện lên các loại ba động, đồng thời từng tầng quang mạc đủ màu và vô số kim ngân phù văn thoáng cái tuôn ra bốn phía, đem cả đại điện phong tỏa ngay cả mưa gió cũng khó lọt. Trong một lầu các gần đại điện đang có hơn trăm tên vệ sĩ đang ngồi đả tọa, bỗng nhiên cả đám không chút dấu hiệu giật mình đứng lên rồi hóa thành từng đạo kinh hồng bay về phía lầu các. Từ truyền tống trận đột nhiên phá ra tiếng vù vù, không gian ba động, trong bạch quang chấp động, một đạo nhân ảnh màu xanh vô thanh vô tức hiện ra. Hàn Lập mở hai mắt, trước mắt ập vào là cảnh hơn 10 vệ sĩ ở cửa như lâm đại địch, lúc này khóe miệng vừa động cười khẽ nói như thế nào hàn mỗ mới đi hai ba năm chưa về các ngươi đã không nhận ra ta nữa sao a à, là hàn tiền bối đúng là lão nhân gia người đã trở về thật là tốt quá vãn bối sẽ đi bẩm báo mấy vị trưởng lão ngay mấy vị trưởng lão cũng nhắn cho thuộc hạ rằng khi có tin tức về lão nhân gia người phải lập tức phải đi bẩm báo ngay một gã kim vệ cầm đầu liếc mắt một cái liền nhận ra hàn lập nhất thời mừng rỡ tiến lên thi lễ cung kính nói xem ra mấy vị đạo hữu cũng có chút quan tâm tới ta. Được rồi, có gì thì chút nữa ta sẽ nói với mấy vị trưởng lão, nhưng thật ra lát nữa trong truyền tống trận sẽ có người đến, các ngươi cũng nên chuẩn bị đi. Hàn lập gật đầu, hời hợt nói, còn có người khác, vâng, tuân lệnh Hàn tiền bối. Tên kim vệ này nghe vậy, ngay cả khi không hiểu gì nhưng dưới ánh mắt Hàn lập đảo qua, lập tức dùng mình, khom người đáp. Trường 1975, phiền toái ngoài ý muốn. Lúc này, Hàn Lập lập tức đi ra khỏi truyền tống trận, nghênh ngang đi thẳng đến đại môn. Mà bạch quang trong truyền tống trận lần nữa chấp động, hai đạo nhân ảnh khác hiện lên, rõ ràng là bạch phát lão giả và lão phụ nhân xấu xí. Lập tức, mấy tên vệ sĩ dưới sự dẫn đầu của tên kim vệ tiến tới nghênh đón. Hàn Lập đối với những việc này không hề quan tâm tới, khi vừa ra khỏi điện phủ liền bay về nơi ở của mình. Trong độn quang, hắn một bên bay về phía trước, một bên thả thần niệm ra không ngừng quét về bốn phía. Hiện tại, Thiên Uyên thành so với lúc trước khi hắn vừa rời đi thì yên tĩnh hơn nhiều, trong thành ngoại trừ từng đội vệ sĩ đi tuần tra ra thì rất ít nhìn thấy tán tu bình thường đi lại. Đám vệ sĩ tuần tra này so với lần trước rõ ràng nhiều hơn mấy lần, hơn nữa gặp tu sĩ nào đều tra hỏi một chút thì mới để đi tiếp. Cả Thiên Uyên thành tràn ngập một loại không khí trầm mặc. Nhưng lấy linh áp cường đại mà Hàn Lập phát ra hiển nhiên sẽ không có đơn vị tuần tra nào dám tiến lên cản lại, làm hắn thuận lợi vào đến thạch tháp cao lớn của mình. Độn quang thu lại trực tiếp tiến vào tầng cao nhất, thân ảnh hắn xuất hiện trong thính đường không tính là quá lớn. Ánh mắt sau khi đảo qua, khóe miệng hàn lập lộ ra một tia cười thản nhiên. Tất cả vẫn không khác gì so với trước khi hắn rời đi, bất quá khắp nơi không có một hạt bụi, hiển nhiên là do thường xuyên có người đến đây quét dọn. Xem ra hai gã đệ tử của hắn cũng có tâm, trong lòng tự định giá như thế, hàn lập không khách khí ngồi xuống vị trí trung tâm đại sảnh, đồng thời phất tay lên. Một đạo phù lục chợt lóe bắn ra, sau khi xoay quanh một vòng liền hóa thành hai luồng hỏa quang biến mất vào hư không. Tiếp theo, Hàn Lập ngồi yên trên ghế nhắm mắt lại, cứ thế không nhúc nhích. Một lát sau, ngoài cửa chợt lóe độn quang, hai đạo nhân ảnh thoáng hiện ra trong thính đường. Một gã mặc lam bào đầu đội quan ngọc, một gã mặc đạo bào, bộ dáng cả hai đều hi hi cười. Đúng là hai gã đệ tử hải đại thiếu và khí linh tử của Hàn Lập. Hai người vừa thấy Hàn Lập trên mặt tràn đầy mừng rỡ, vội vàng tiến lên thi lễ. Sư phụ có thể quay về, thật sự tốt quá, chúc mừng sư phụ bình yên trở về. Sao vậy, nghe giọng các người thì chẳng lẽ muốn ta xảy ra chuyện gì phải không? Hàn lập khoát tay, tựa cười mà không phải cười, nói một câu. Sư phụ, thời gian dài như thế người không thể trở về thiên uyên thành, trong thành đúng là có chút tin đồn không tốt lắm. Nghe nói sư phụ đã chết trong tay thánh tổ ma tộc, bất quá hiện tại tận mắt nhìn thấy sư phụ vô sự, hiển nhiên mấy tin đó chỉ là lời đồn đãi mà thôi. Khí linh tử ở bên cạnh liên tục gật đầu, Bộ dáng hết sức đồng ý. Cũng không phải hoàn toàn là lời đồn, lúc ta ra ngoài đích xác gặp một số phiền toái, cũng cùng với đám hóa thân thánh tổ ma tộc đánh nhau một phen, đích xác vạn phần hung hiểm. Hàn Lập vừa nghe nói thế thì khẽ nhíu mày, nghe Hàn Lập nói như thế, ý cười trên mặt hai người khí linh tử không khỏi đều thu lại. Bất quá đây đều là chuyện đã qua, không phải là ta đã bình yên trở về rồi sao? Hơn nữa, chuyến xuất ngoại lần này, sư phụ các ngươi cũng coi như nhân họa đắc phúc, có được một phen cơ duyên hiện tại trở về sẽ bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh hợp thể hậu kỳ. Hàn Lập cười cười nói, sư phụ muốn đánh sâu vào hợp thể hậu kỳ, đúng là chuyện đáng mừng, như vậy danh hiệu đệ nhất tu sĩ thiên uyên thành sẽ vào tay sư phụ. Đồ Nhi chúc mừng sư phụ đạt thành đại đạo, lấy thần thông sư phụ, sau khi tiến giai hợp thể hậu kỳ, nghĩ rằng ngay cả hóa thân thánh tổ cũng có thể nhấc tay tiêu diệt. Khí linh tử và hải đại thiếu cực kỳ mừng rỡ, luôn miệng chúc mừng, một bộ vỗ mông ngựa Hàn Lập. Hàn Lập lập tức cười phá lên, sau khi hướng hai người lắc lắc đầu một cái, đột nhiên hỏi một câu. Phượng sư cô các người hiện tại vẫn mạnh khỏe chứ? Mới vừa rồi ta dùng thần niệm quét một chút, nhưng nàng dường như không có ở trong tháp. Sư phụ, Phượng sư cô đã được mời đi tham gia một hồi tụ hội rồi. Vừa nghe Hàn Lập hỏi như vậy, hải đại thiếu và khí linh tử thần sắc nhất thời có chút khác thường, sau khi nhìn nhau một cái thì có chút trần chờ đáp. Sao, có gì giấu ta sao? Hàn Lập là người như thế nào chứ? Ánh mắt chợt lóe lên, Thanh âm bỗng trầm xuống, hỏi: Đồ nhi nào dám gạt sư phụ? Chỉ là nhất thời không biết nói như thế nào mới tốt. Lần này băng phượng sư cô ra ngoài tham gia tụ hội cũng không phải là tình nguyện. Khi linh tử dùng mình một cái, vội vàng trả lời: Không phải tự nguyện, chẳng lẽ là bị kẻ nào ép buộc? Hàn lập có chút ngoài ý muốn, thân sắc có chút kinh ngạc, hỏi: Dường như chân thân phượng sư cô bị người ngoài biết. Kẻ nọ trong khoảng thời gian sư phụ mất tích đã không ngừng dây dưa với phượng sư cô bởi vì sư phụ không có ở đây nên sư cô cũng chỉ có thể giả bộ đối phó với người nọ lúc này đây hải đại thiếu có chút oán hận mở miệng băng phượng thân là tu sĩ luyện hư kỳ người thường sao dám làm càn như thế đặc biệt hiện tại là lúc nhân yêu hai tộc liên thủ đối kháng ma kiếp thân phận yêu tộc hẳn không trở thành nhược điểm quá lớn như vậy thân phận kẻ này cũng không tầm thường trưởng lão trong thành ta đều quen biết ngay cả khi ta tạm thời không có trong thành thì cũng không nên làm ra chuyện xấu mặt này chẳng lẽ gần đây thiên uyên thành có tu sĩ bên ngoài đến gia nhập? Hàn lập hít mắt, một lát lâu sau mới lạnh lùng hỏi. Sư phụ sáng suốt, nghe sư cô nói, kẻ này đúng là một thái thượng trưởng lão ỷ thiên thành vừa đến gia nhập. Sư phụ ngày đó không tiếc mạo hiểm xuất lực giúp đỡ bọn họ, vậy mà không ngờ bọn họ lại quay mặt gây bất lợi với sư cô, thật sự rất vong ân bội nghĩa. Khí linh tử lộ ra vẻ giận dữ, nói, Y thiên thành, đúng là có chút ý tứ, ngày đó ta và thánh tổ ma tộc đánh một trận, bọn họ dẫn theo đệ tử tinh nhuệ tông môn chạy trốn tới Thiên Uyên Thành. Bất quá, hai trưởng lão ỷ Thiên Thành ta đã đều gặp qua một lần. Không biết là ai làm ra loại chuyện này, Hàn Lập sờ sờ cầm, có chút ngoài ý muốn, hỏi. Chính là Thanh Long Thượng Nhân của cửu tinh tông, Hải Đại Thiếu không suy nghĩ, đáp, Thanh Long Thượng Nhân, quả nhiên là hắn, nguyên nhân hắn dây rua sư cô các ngươi là gì, nếu biết phượng sư cô các người có quan hệ sâu xa với ta mà vẫn dám làm loại chuyện này thì không có chỗ tốt thật lớn thì hắn tuyệt không dám làm như vậy hàn lập nhíu mày thần sắc âm trầm hỏi một câu điều này đệ tử chưa từng nghe phượng sư cô nói qua nhưng nghe đồn là thanh long có ý muốn song tu với sư cô dường như còn nguyện ý cấp cho danh phận nhất định hải đại thiếu sau khi suy nghĩ một chút liền trả lời song tu hắc hắc lão gia hỏa này có ý định hay thật Hàn Lập vừa nghe tới đó tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, liền đoán ra tám chín phần nguyên nhân bên trong, cười lạnh nói: "Mặc dù hắn không biết vì sao Băng Phượng bị lộ chân thân trước mặt Thanh Long thượng nhân, nhưng vị thái thượng trưởng lão Cửu Tỉnh tông này dường như biết hiệu dụng nguyên âm chi khi của Băng Phượng, lúc này mới không để ý gì, muốn cùng Băng Phượng song tu." Về phần đến nay vẫn chưa đắc thủ chắc là do bản thân Băng Phượng không muốn. Còn về phương diện khác thì phỏng chừng do thời gian Hàn Lập mất tích không dài hắn vừa mới tiến vào thiên uyên thành cho nên không thể không để ý đến ý kiến của những tu sĩ hợp thể kỳ khác đương nhiên nguyên nhân chủ yếu chính là tên thanh long thượng nhân này cho rằng hàn lập hắn hơn phân nửa đã chết trong tay ma tộc lúc này mới không kiêng nể gì thái độ băng phượng sư cô các người đối với việc này ra sao có thật là không muốn đồng ý không sắc mặt hàn lập âm tình bất định một lát sau đó bỗng nhiên hỏi một câu phượng su cô hiển nhiên không đồng ý nên bắt đầu lẩn tránh trong tháp không muốn gặp tên thanh long thượng nhân kia nhưng không biết đối phương dùng quỷ kế gì mà khiến sư cô không thể không ra ngoài gặp đối phương vài lần nhưng sư cô cũng rất cẩn thận nơi gặp đối phương nhất định phải là chỗ đông người thì mới có thể miễn cưỡng ứng phó nhưng đệ tử nghe nói tên thanh long thượng nhân kia dường như đã có chút không kiên nhẫn nhiều lần sai người truyền lời uy hiếp muốn dùng sức mạnh bức sư cô vào khuôn khổ hai sư huynh đệ chúng ta vì thế rất lo lắng không biết nên làm thế nào những trưởng lão khác trong thành lại không ra mặt khuyên giải đệ tử nghĩ tên thanh long thượng nhân này hơn phân nửa cũng cố kỵ điểm này cho nên mới có thể trì hoãn đến nay. Đầu óc khí linh tử rõ ràng tốt hơn hải đại thiếu nhiều, một bên trả lời hàn lập một bên nói ra phán đoán bản thân. Có thể là thế, bất quá địa điểm tụ hội mà sư cô các ngươi tham gia ở đâu. Các ngươi có biết không? Hàn lập gật đầu từ chối cho ý kiến nhưng trên mặt đột nhiên hiện lên một tia sát khí, hỏi một câu. Nghe nói là ở đâu nguyên các có một giao dịch hội nhỏ có chút thần bí. Bất quá, chỉ có tu sĩ ngoài luyện hư kỳ mới có thể tham gia. Nếu không chúng đệ tử khẳng định đã đi cùng sư cô. Hải Đại thiếu có chút bất đắc dĩ, nói: "Chút tu vi của hai người các ngươi thì cho dù đi cũng chẳng làm được gì. Ta sẽ tự mình đi một chuyến đem sư cô các ngươi trở về." Thần Sắc Hàn lập âm trầm, thản nhiên nói một câu, sau đó đứng lên. Tiếp đó độn quang nổi lên, hắn trực tiếp hóa thành một đạo thanh hồng thật dài bắn đi. Khí Linh Tử và Hải Đại thiếu dường như không ngờ Hàn Lập lại dứt khoát như thế lúc này mới vội kho người đưa tiến. Nhưng chờ khi hai người ngẩng đầu lên ngoài cửa đã trống trơn không còn nhìn thấy độn quang hàn lập đâu nữa. Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bình thường sư phụ hình như không tiếp xúc nhiều với phượng sư cô, nhưng không nghĩ tới sư phụ lại quan tâm phượng sư cô nhiều như vậy. Người nói lão nhân ra người có phải đã sớm để ý tới sư cô hay không? Sư cô có khi nào sau này lại trở thành sư nương của chúng ta không? Hải đại thiếu chừng mắt nhìn, đột nhiên nói với khí linh tử, Nét cười trên mặt tràn đầy vẻ quỷ dị, nói: "Hắc hắc, mặc kể có phải hay không thì đó cũng là chuyện của trưởng bối, chúng ta ít bàn luận thì tốt hơn." "Bất quá, ta nghĩ cũng không phải là không có khả năng a." À. Khí Linh Tử nghiêm nghị nói, nhưng vẻ mặt thì rõ ràng là cũng muốn biết. Hải Đại thiếu thấy vậy hiển nhiên trợn mắt không biết nói gì. Lúc này, Hàn Lập đã sớm ở trên không trung cách đó hơn 10 dặm đang nhận thức một phương hướng bay đến. Hắn ở Thiên Nguyên Thành cũng lâu đối với cái tên đâu nguyên các danh khí không nhỏ này hiển nhiên cũng biết không ít, thậm chí cũng từng đi đến hai ba lần. Nơi đó cách chỗ hắn không xa, nhưng thân đang ở trong thành cho nên không thể toàn lực bay đi, đoán chừng phải mất một chút thời gian. Cho nên hắn vừa khống chế độn quang bay đi, ánh mắt vừa chấp động không ngừng, dường như đang tự định giá chuyện gì đó. chương 1976, Uy Bức, Đâu Nguyên Các là một nơi chuyên dùng để cao giai tu sĩ bàn bạc, Nơi này chủ yếu là vì thể diện của một vị trưởng lão hợp thể kỳ thiên uyên thành, cho dù là ai cũng cấp cho nơi này vài phần mặt mũi, tuyệt không dám gây sự, đánh nhau ở đây. Cho nên danh khí nơi này tại thiên uyên thành cũng không tệ. Bình thường, nếu tu sĩ bình thường nào đó muốn mở giao dịch hội nhỏ hoặc bàn bạc chuyện tình có chút bí ẩn thì đều thuê một tầng trong lầu các để người tham gia yên tâm. Sau khi phi hành một lúc, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một phiến rừng rậm rộng chừng trăm mẫu. Trung tâm rừng rậm, bất ngờ có ba bốn lầu các lớn lầu các lớn nhất cao chừng ngàn trượng, độ cao không hề thấp so với một số thạch tháp ở Thiên Uyên Thành. Ba tòa lầu các còn lại cũng cao đến ba bốn trăm trượng, từ xa nhìn lại có chút hùng vĩ. Hàn Lập vừa thấy những kiến trúc này thần sắc không đổi nhưng độn quang lại nhanh hơn gấp bội. Lúc này mấy tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Mặc Hoàng Bảo đang canh giữ ở lối vào tòa lầu các cao nhất tán gẫu chuyện gì đó. Đột nhiên đám người này cảm thấy mắt hoa lên một trận, dường như có thứ gì đó từ giữa chợt lóe bay qua tiến vào trong cánh cửa mấy tên tu sĩ ở đây không ai nhìn rõ thứ đó là gì lần này mấy tên thủ vệ nhất thời kinh hãi thất sắc có mấy người vội vàng quay đầu lại nhìn vào trong cửa cũng có người nhấc tay lên linh quang chớp động giữa ngón tay xuất hiện phù lục cảnh báo đúng lúc này từ trong cửa truyền ra một tiếng hừ lạnh một cỗ linh áp cường đại từ bên trong tuôn ra mấy tên thị vệ chỉ cảm thấy không khí gần đó như đông cứng lại thân hình lập tức bị một cỗ vô hình cự lực đè lên thân thể theo đó mà không thể nhúc nhích chút nào đám người không khỏi kinh hoàng một trận. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ trong đại sảnh tân một không biết từ khi nào xuất hiện một bóng người mặc áo xanh. Mặc dù thân ảnh này đứng xoay lưng về phía bọn họ nhưng linh áp trên thân người kia phát ra cực mạnh. Đối với bọn họ mà nói thì quả thực giống như ma thần, khiến mấy tên vệ sĩ đều đổ mồ hôi. Ta đến đây tìm bằng hữu, các ngươi trong khoảng thời gian này không cần làm gì cả, cứ đàng hoàng ở chỗ này là được. Ta tìm được người, hiển nhiên sẽ rời đi nhân ảnh không quay đầu lại mà chỉ thản nhiên nói một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ áp bức, không thể không nghe lệnh. Sau một khắc, thân hình nhân ảnh thoáng mơ hồ một chút liền không coi cấm chế trong lầu cắt ra gì mà biến mất trên hư không. Trong nháy mắt, khi nhân ảnh biến mất, mấy tên thủ vệ chỉ cảm thấy cự áp trên người buông lỏng, lần nữa khôi phục hành động. Vị tiền bối này là người phương nào sao dám trực tiếp xông vào đâu nguyên các? Chẳng lẽ không biết chủ nhân bồn các là ai sao? Một gã thủ vệ tuổi còn trẻ trong nháy mắt khi khôi phục tự do, không khỏi kinh sợ hét lớn mấy người khác mặc dù miệng không nói gì nhưng sắc mặt hiển nhiên cũng cực kỳ khó coi hừ ngươi nên ngậm miệng lại thì tốt hơn coi chừng dẫn đến họa sát thân đó một lão giả đầu đầy tóc xanh lên tiếng sắc mặt sau khi âm tình bất định một lát đột nhiên thấp giọng cắt đứt lời tên đồng bạn trẻ tuổi kia đạo hữu ngươi nói vậy là có ý gì chẳng lẽ ngươi nhận ra người này Tên thủ vệ trẻ tuổi kia nghe vậy ngẩn ngơ một chút nhưng một vị trung niên nam tử thoạt nhìn có chút già dặn bên cạnh lại giật mình hỏi một câu. Không sai, mấy người các ngươi đều gia nhập bổn các không lâu, không nhận ra vị tiền bối này cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng năm đó ta đã từng ở xa gặp qua vị tiền bối này một lần. Vị tiền bối này là một tu sĩ hợp thể trung kỳ, tu vi so với lão nhân gia các chủ thì còn cao hơn một tầng. Chúng ta đắc tội chẳng phải là tự tìm đường chết sao. Lão giả sau khi thở dài một hơi mới ngưng trọng nói cái gì tu sĩ hợp thể trung kỳ những thủ vệ khác vừa nghe lời ấy đều hít một ngụm lương khí còn thủ vệ trẻ tuổi mới vừa hét lên sắc mặt thoáng cái liền trắng bệch tu sĩ hợp thể kỳ nếu ra tay với bọn họ thì tuyệt đối dễ dàng giống như giết con kiến thủ vệ trẻ tuổi nọ càng nghĩ càng sợ họ hàn lại là tiền bối hợp thể trung kỳ chẳng lẽ vì tiền bối này là nam tử già dặn kia sau khi hết giật mình dường như nghĩ tới điều gì thoáng cái liền thất thanh nói hắc hắc đạo hữu cũng biết sao không sai chính là vị hàn tiến bối nghe đồn 2 năm trước đã chết. Hiện tại vị tiền bối này bình yên xuất hiện nơi đây, vậy thì lời đồn hiên nhiên chỉ là lời đồn. Lão giả vuốt râu gật đầu nói, nhưng trên người vị tiền bối này đầy sát khí, dường như có ý định không tốt, sợ rằng không chỉ đơn giản chỉ là đến tìm người. Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì quy tắc bổn các chẳng phải sẽ bị hủy sao. Thủ vệ trẻ tuổi kia thì thào hai tiếng, vừa nghe lời ấy, sắc mặt những người khác lần nữa biến đổi, trong mắt đều hiện một ý sợ hãi hàn tiền bối đến đây làm gì thì đâu phải chúng ta có thể quản ngay cả hủy đâu ngoẻn các thì các chủ cũng không vì vậy mà trách tội chúng ta quy tắc chỉ áp dụng cho tu sĩ bình thường há có thể áp dụng đối với tồn tại như vị hàn tiền bối này lam phát lão giả khẽ cười một tiếng liền trở lại vị trí trước đó rồi không nói thêm gì nữa nghe lão giả nói thế những thủ vệ khác cũng liên tục gật đầu nói phải không hề bàn luận chuyện mới vừa rồi phảng phất tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ đều không phát sinh chỉ có thủ vệ trẻ tuổi là còn có chút thất thần, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn vào trong cửa. Cơ hồ cùng lúc đó, trong đại sảnh một tầng lầu các bị cấm chế bao phủ nghiêm ngặt đang có bảy, tám nam nữ vây xung quanh một bạch bào nữ tử, bộ dáng dường như đang khuyên giải gì đó. Bạch bào nữ tử nọ ra thịt trong suốt như tuyết, mắt phượng mày ngài nhưng thần sắc lại lạnh như băng. Đúng là băng phượng bị yêu cầu tham gia tụ hội nơi đây. Nàng vừa đến đây, kết quả không thấy người nào mở hội, hơn nữa nếu cảm thấy không ổn nguyên bổn sẽ lập tức rời đi, nhưng lại không ngờ lại bị người khác phát động cấm chế phong tỏa cả tầng lầu. Tiếp đó, những người tham gia hội này bắt đầu thay phiên khuyên bảo nàng, bộ dáng như sớm đã bị thanh long mua chuộc. Phượng Đạo Hiếu, nói đến băng phượng chi thân của muội thì xem như cũng có chút sâu xa với hắc phượng nhất tộc của chúng ta, nếu không mấy ngày này tỷ tỷ ta cũng không ở đây chu toàn cho muội và thanh long tiền bối. Nhưng muội cứ như thế này thì có thể sẽ khiến thanh long tiền bối tức giận. Lấy thần thông hợp thể trung kỳ của thanh long tiền bối, nếu muốn áp bức muội thì muội ngay cả chút lực phản kháng cũng không có, không bằng đáp ứng cho rồi. Lấy thân phận địa vị của Thanh Long Tiền Bối mà so với Hàn tiểu tử xui xẻo kia cũng không kém hơn chút nào, muội cần gì phải cố giữ mình như thế. Người nói là một thiếu phụ xinh đẹp mặc váy đen, trên trán ẩn hiện sát khí. Đúng là nữ tử tiểu hồng của Hắc Phượng tộc, nhiều năm trước bị Hắc Phượng yêu vương ra lệnh bế quan, hiện tại lại xuất hiện trong Thiên Nguyên Thành, bộ dáng xem ra tu vi đã tăng tiến không ít những người khác đều là người của nhân yêu lưỡng tộc, hơn nữa hoặc ít hoặc nhiều đều quen biết băng phượng, giờ phút này bộ dáng đang cố sức làm bà mối. Yêu tộc ở nơi này tự nhiên là vì sau khi ma tộc công thành, trong thành đã hủy danh giới phân chia hai tộc, hai bên cũng có thể đến khu vực của nhau. Ngay cả khi như vậy, một số tồn tại bình thường của hai tộc cũng không vô cớ chạy đến khu vực đối phương, chỉ có tồn tại cao dai mới có thể không thèm để ý mà vãng lai. Mấy tên yêu tộc trong này trên cơ bản đều là tu sĩ luyện hư kỳ, hiển nhiên hoàn toàn có tư cách xuất hiện nơi đây. Bất quá đề tài của bọn họ không có gì mới, vẫn là không ngừng nói Thanh Long Thượng Nhân là tu sĩ hợp thể kỳ, song tu tự nhiên là chuyện tốt, cực kỳ có lợi cho hai bên, trong thành không biết có bao nhiêu nữ tu đối với chuyện tốt này có mơ cũng không thấy. Nhưng, vô luận Tiểu Hồng nói gì hay những người khác khuyên bảo ra sao đi chăng nữa, băng phượng giống như không hề nghe thấy, cứ ngồi trên ghế không nói một lời nhưng khuôn mặt lại hiện ra một tầng hàn ý, cơ hồ có thể trực tiếp ngưng kết ra băng xương. Băng Phượng muội muội, những lời nên nói thì mấy người tỷ tỷ cũng nói hết rồi, hiện tại muội cũng nên quyết định đi. Cuối cùng muội có nguyện ý song tu với Thanh Long Tiền Bối hay không? Tiểu Hồng thấy cảnh này hiển nhiên thầm nhíu mày, sau một lát liền khoát tay ngăn mấy người khác lại, thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút âm trầm. Mấy người xung quanh hiển nhiên lấy nàng làm chủ, đạo hữu cho dù nói hay đến thế nào đi nữa thì ta cũng không đồng ý. Ta thật ra có chút kỳ quái, đạo Hiếu thân là một thành viên yêu tộc, chẳng lẽ không biết đạo lý nhân yêu khác đường là quy tắc của đại tộc như thế nào ngươi cứ mở miệng ra là nhắc đến thanh long thượng nhân uy hiếp ta không sợ sau khi trở về sẽ bị hắc phượng yêu vương đại nhân trị tội sao băng phượng rốt cục thần sắc vừa động nhưng lời nói lại bén nhọn giống như đao kiếm đâm thẳng về phía yêu nữ tiểu hồng tiểu hồng vừa nghe nói thế sắc mặt hơi đổi nhưng lập tức khôi phục như thường một tay vuốt tóc âm điệu trở nên vô cùng lãnh đạm khẽ cười nói băng phượng muội muội còn không biết trong người thanh long tiền bối nguyên bổn có linh huyết của yêu tộc nhất mạch chúng ta nguyên bổn xuất thân nửa người nửa yêu bất quá lúc đầu lão nhân ra chọn ở lại nhân tộc cho nên mới trở thành đại trướng lão cửu tinh tông cho nên tỷ tỷ ta căn bản không lo lắng việc này huống hồ cho dù không có chuyện thanh long tiền bối là nửa yêu thì hiện tại nhân yêu hai tộc đang phải liên thủ kháng địch mấy vị trưởng lão hợp thể kỳ và tộc chủ cho dù biết cũng sẽ xem như không biết bất quá câu trả lời của muội khiến cho tỷ tỷ ta rất thất vọng chuyện ở đây chỉ có thể thả tay giao cho người ngoài giao cho người ngoài băng phượng nghe được lời ấy trên mặt không khỏi trắng bệch dường như đã biết ý tứ đối phương quả nhiên tiểu hồng lập tức quay người hướng cánh cửa bên cạnh cung kính nói thanh long tiền bối ta đã cố hết sức nhưng xem ra băng phượng đạo hữu vẫn cần tiền bối tự mình khai thông nếu tiểu băng phượng này vẫn mềm muội như vậy thì lão phu cũng chỉ có thể tự mình ra tay nhưng loại thủ đoạn này lão phu nguyên bổn không muốn sử dụng một thanh âm lo lắng của nam tử từ sau cánh cửa truyền ra, tiếp theo cánh cửa tự mình mở ra, từ bên trong đi ra một cẩm bảo nam tử. chương 1977, tức giận, nam tử khoảng 40 tuổi, khuôn mặt ngay thẳng uy nghiêm, trong tay cầm một quyển sách trắng, thân sắc thong rong, đúng là thanh long thượng nhân lúc đầu cùng hàn lập đối kháng đại quân ma tộc. Tiền bối hẳn cũng biết, chỉ dùng sức mạnh mà không phải thiếp thân tự nguyện, thì sẽ không chiếm được thứ ngươi muốn. Huống hồ, tiền bối không cố kỵ ý tứ của các vị tiền bối khác trong thành sao. Băng Phượng nhìn chằm chằm thanh long thượng nhân, chậm rãi nói. Nếu mấy ngày trước người nói lời này thì Lão Phu có lẽ thật sự kiêng kỳ vài phần, nhưng hiện tại Lão Phu đã tu luyện xong một loại thần thông mới, có thể khiến người cam tâm tình nguyện phối hợp. Về phần những đạo hữu khác ở Thiên Uyên Thành thì ngươi không cần trông chờ. Hiện tại ta đã chính thức gia nhập Thiên Uyên Thành, trở thành một trong những trưởng lão trong thành. Đem bổn tỏa so sánh với một vị tu sĩ đã chết bọn họ chăng lẽ không cân nhắc nặng nhẹ sao? Tới lúc này, Thanh Long thượng nhân không cần phải giả dối, lạnh lùng nói thẳng. Băng Phượng nghe vậy biến sắc, sau khi khẽ thở dài đột nhiên phất tay về phía trước. Bạch quang chấp động, một cái khe hở màu trắng hiện lên. Thân hình nàng hơi mơ hồ đi, cả người liền như hư ảnh biến mất vào trong. Băng Phượng hành động nhanh như chớp khiến đám người tiểu hồng gần đó không kịp phản ứng. Chờ khi bọn họ giận dữ muốn ra tay thì cái khe nọ chợt lóe bạch quang, liền quỷ dị thu nhỏ lại thanh long thượng nhân thấy cảnh này thần sắc vẫn như trước chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất ngọc thư trong tay về hư không phía trước ngân quang chợt lóe một cổ văn màu bạc từ trong ngọc thư bắn ra cũng chợt hóa to bằng đầu người chợt lóe liền đánh vào chỗ khe hở không gian đang dần biến mất kia ầm um, một tiếng hư không bên kia sau khi bị ngân văn nổ tung ra phảng phất như mặt hồ gợn sóng mà vặn vẹo một trận tiếp theo vỡ vụn thành từng mảnh một tiếng rên đau đớn phát ra thân thể mềm mại của băng phượng lão đảo từ trong hư không hiện ra sau khi thối lui vài bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình lần nữa ngẩng đầu lên giờ phút này ánh mắt nàng ngay cả khi vẫn lạnh như băng nhưng sắc mặt thật sự có chút khó coi hừ nếu để ngươi chạy thoát trước mặt lão phu thì tên lão phu liền viết ngược lại cho ngươi xem tốt lắm ngươi muốn ngoan ngoãn để chư vị đạo hữu phong bế pháp lực hay là để lão phu tự mình ra tay thanh long thượng nhân liếc mắt nhìn băng phượng một cái hãnh diện nói lúc này đám người tiểu hồng mới a à một tiếng từ bốn phía gắt gao vây nữ tử vào trong Băng Phượng đứng tại chỗ không nhúc nhích nhưng trong lòng lại âm trầm như nước. Ô, không biết tên của Thanh Long đạo hữu đảo ngược lại sẽ đọc như thế nào. Không ngại thử đọc cho Hàn Mỗ nghe một chút, ngay lúc Tiểu Hồng vừa định tiến lên ra tay, đột nhiên một thanh âm nam tử lạnh lùng vang lên quanh quẩn trong tính đường. Sắc mặt nữ tử này thoáng cái liền trở nên tái nhợt không còn chút máu, đồng thời một tiếng ẩm kinh thiên động địa chuyển đến. Nguyên bổn đại môn bị cấm chế rắn chắc bao phủ đang chớp động linh quang, đột nhiên từ bên ngoài nổ tung ra tiếp theo, từng mảnh vỡ bay tung tóe, một cổ cuồng bạo chi khí từ bên ngoài tuôn vào. Hai gã tu sĩ luyện hư kỳ đang cản phía trước bị cổ khí tức đáng sợ này ập tới, phảng phất như bị xe tải tông phải, thân hình giống như bao cát văng lên trời bắn thẳng tới vách tường đối diện. Mà hết lần này tới lần khác vách tường cũng phóng ra cấm chế, phảng phất cứng như sắt. Hai tên tu sĩ nhân tộc này cũng không phải là tu sĩ pháp thể song tu, sau cú va chạm mạnh như vậy không thể tránh khỏi đầu rơi máu chảy một trận, ngay cả kêu một tiếng cũng không phát ra được, trực tiếp chết tại trận. Một kích mới vừa rồi, ngay cả nguyên anh trong người bọn họ cũng trực tiếp bị chấn ngất đi. Mấy người khác thấy cảnh này trong lòng run sợ, chợt lóe tránh xa khỏi đại môn. Thanh Long thượng nhân trong nháy mắt nghe lời ấy sắc mặt cũng đại biến. Về phần Băng Phượng thì vừa vui mừng vừa sợ hãi, vội quay người lại đôi mắt đẹp nhìn về phía đại môn. Chỉ thấy khí tức đáng sợ ngoài cửa thu lại, một thanh niên mặc áo xanh lạnh nhạt đi đến. Không phải Hàn Lập thì là ai? Hàn huynh, cuối cùng huynh cũng trở về. Băng phượng ngay cả khi luôn lạnh như băng, giờ phút này cũng khó nén kích động trong lòng nét mặt hiện lên vẻ ửng đỏ bật thốt lên. Ừm, mặc dù gặp chút phiền phức nhưng cuối cùng cũng bình yên vô sự. Hàn lập sau khi nhìn thấy gương mặt băng phượng, khẽ mỉm cười nói. Không ngờ hàn hiền đệ có thể chạy thoát từ tay thánh tổ ma tộc, thật sự là chuyện đáng mừng. Tại hạ và những đạo hữu khác nhất định phải mở tiệc rượu tẩy trần cho hàn đạo hữu mới được. Thanh Long thượng nhân dù sao cũng là tu sĩ hợp thể trung kỳ, sau khi trong lòng bối rối một chập liền lập tức phản ứng lại trên mặt lập tức hiện lên vẻ tươi cười thế nhưng hàn lập căn bản không để ý tới thanh long thượng nhân hai mắt hơi nhíu ánh mắt phẳng phất sắc bên như đao kiếm quét về phía mấy người tiểu hồng không chú cảm tình nói hai chữ được lắm ngoại trừ hai gã tu sĩ đã chết ngất ra mấy tên luyện hư kỳ bao gồm cả tiểu hồng bên trong nhất thời vẻ mặt đều cắt không còn chút máu cho dù bọn họ chưa từng gặp qua hàn lập nhưng giờ phút này hiển nhiên cũng biết thân phận người phía trước sự sợ hãi trong lòng lớn thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Bọn họ sớ dĩ bị thanh long thượng nhân mua chuộc, nguyên nhân chính tự nhiên là do thanh long thượng nhân vỗ ngực cam đoan rằng Hàn Lập đã chết. Nếu không, cho dù đám người bọn họ có thêm mấy lá gan, cũng tuyệt không có dũng khí nhúng tay vào chuyện này. Hiện tại nếu vị tu sĩ hợp thể kỳ Hàn Lập này không chết, ngược lại vừa lúc xuất hiện nơi đây, ngay cả chút cơ hội ngụy biển cũng không có, kết quả có thể nghĩ được. Hàn tiền bối, chúc mừng lão nhân ra người bình an trở về thành, gia sư là một gã đại hán tướng mạo thoạt nhìn thô lỗ hai tay ôm quyền muốn nói gì đó nhưng sắc mặt hàn lập trầm xuống không nói hai lời đột nhiên phất tay lên phanh một tiếng đại hán chỉ cảm thấy ngực nóng lên thân hình liền giống như diều đứt dây giống như hai người trước sau khi bị ném lên vách tường liền một đoàn tinh huyết bắn ra rồi bất tỉnh nhân sự mấy người khác kinh hãi vội nhìn lại chỉ thấy vạt áo trước ngực đại hán sớm biến mất lộ ra một bộ chiến giáp màu xám trắng bóng loáng Bộ giáp này thoạt nhìn không có chút khác thường nhưng sau một khắc liền phát ra tiếng giòn tan. Kiện chiến giáp vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một từng mảnh nhỏ trực tiếp rơi xuống người Đại Hán. Một kích nhìn như hời hợt của Hàn Lập Thế nhưng chẳng những đánh Đại Hán trọng thương mà ngay cả bảo giáp trên người cũng bị phá hủy. Kết quả này khiến những người còn lại nguyên bổn trong lòng có suy nghĩ thử vận may đều hít một ngụm lương khí, toàn thân phát lạnh không thể nói ra nửa chữ không được. Thanh Long thượng nhân thấy cảnh này cơ mặt tự hành co quắp lại nhưng chợt nhớ tới cảnh ngày đó hàn lập một mình độc đấu mấy tên tu sĩ hợp thể kỳ trong lòng đồng giảng cũng không dám nói rằng việc kia tàn nhẫn chỉ có thể ho một tiếng ngoài cười nhưng trong không cười nói hàn huynh cần gì tức giận như thế mới vừa rồi ngươi đã đánh trọng thương ái đổ của cố trưởng lão trong thành ra tay nặng như thế sợ rằng khó có thể cấp cho cố trưởng lão công đạo công đạo muốn công đạo gì đây cố trưởng lão nếu cảm thấy ta ra tay quá nặng thì cứ việc tìm đến hàn mỗ nhưng thật ra các hạ có nên cho ta một cái công đạo hay không? Hàn lập cười lạnh một tiếng, lúc này mời quay đâu lại, không chút khách khí, lạnh lùng nói. Khụ, sợ dĩ xảy ra chuyện này cũng không phải là ý của ta. Nguyên bồn ta tưởng Hàn đạo Hữu đã vẫn lạc cho nên lúc này mới mời băng phượng đạo Hữu đến đây. Nếu Hàn huynh đệ không sao thì lão phu ngày khác sẽ tự minh tới nhà bồi tội. Thanh Long thượng nhân có vẻ là người cầm được thì cũng có thể thả ra được, không phản biện gì nhiều mà trực tiếp mềm mỏng nói. Tới nhà bồi tội, hàn mỗ không dám, ngày đó tại hạ mạo hiểm đến ỉ thiên thành giúp các hạ một tay, hiện tại chỉ mới mấy ngày không trở về các hạ liền làm ra loại chuyện này. Hàn mỗ nếu không làm đến cùng thì sau này sao dám xuất hiện trước mặt người khác. Hàn lập nhìn chằm chằm thanh long thượng nhân, âm trầm phun ra từng chữ một. Việc đã đến nước này, vậy hàn đạo hữu rốt cục muốn thế nào, chẳng lẽ muốn đánh nhau với bổn tỏa. Thanh long thượng nhân nghe hàn lập nói thế không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, khẩu khí liền cứng lên vài phần nếu thanh long đạo hữu đã nói thế tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh đạo hữu dám tới cửa ức hiếp như thế có lẽ tự phụ thần thông rất lớn hàn mẫu cũng muốn thỉnh giáo một chút hàn lập cười ha ha không chút do dự đồng ý ngay lập tức sắc mặt thanh long thượng nhân hiển nhiên trở nên cực kỳ khó coi nhưng hàn lập không có ý nói nhảm hai tay phất lên bên trong truyền ra tiếng ầm ầm tiếp đó thanh quang chấp động vô số tiểu kiếm màu xanh tuôn ra đồng thời ngoài thân chợt lóe kim quang một cổ linh áp so với lúc trước còn kinh người hơn tuôn ra đè thẳng về phía thanh long thượng nhân đối diện. Thanh long thượng nhân thấy hàn lập từng bước áp bước rốt cục cũng không thể kiềm chế tức giận, sắc mặt thoáng cái chuyển thành xanh mét, một tay nhấc lên, ngọc thư trong tay nhất thời bay lên, bên trong chấp động đủ loại hà quang, mơ hồ có vô số phù văn muốn dục dịch từ đó bay ra. Đám người tiểu hồng thấy hai đại tu sĩ hợp thể kỳ sắp đánh nhau tại đây trong lòng hiển nhiên cực kỳ hoảng hốt. Nhưng đã có ba người trước đó làm ví dụ, cho nên không ai dám nói gì, cũng không dám chuồn đi, chỉ có thể kiên trì đến cùng, chậm rãi thối lui ra bốn phía đại sảnh. Ngay cả khi biết chút cự lực ấy đối với tu sĩ hợp thể kỳ tranh đấu căn bản không tính là gì, nhưng trong lòng cũng có chút an ủi. Hàn lập đối với cử động của những người khác, phảng phất giống như không nhìn thấy, ánh mắt phát lạnh nhìn chằm chằm thanh long thượng nhân, trong lòng âm thầm thúc giục kiếm quyết. Nhưng tích tắc ngay lúc này, đột nhiên một đạo bạch hồng từ ngoài cửa chợt lóe bắn vào trong đại sảnh, sau khi xoay quanh một vòng liền vững vàng bắn xuống mặt đất giữa thanh long thượng nhân và hàn lập. Trong bạch quang chấp động, một đạo nhân ảnh thoáng hiện ra, lập tức cười ha ha nói. Hai vị đạo hữu chẳng lẽ định đánh nhau ở nơi này, hủy đi nơi ở của bạch trưởng lão sao? Không bằng cấp cho tại hạ chút mặt mũi, tạm dừng mâu thuẫn để lão phu hòa giải một chút. Người này mặt đầy nếp nhăn, đỉnh đầu có kim quang phát sáng, trên người khoác một kiện kim sắc cà sa, vẻ mặt vô cùng hòa ái, đúng là vị kim Việt thiền sư nọ trương 1978 ba kích, hóa ra là đại sư, mấy năm không gặp đại sư vẫn khỏe chứ. Hàn Lập ngay cả khi rất muốn lập tức động thủ nhưng đối mặt với tăng nhân trước mặt cũng chỉ có thể đè nén tức giận trong lòng, thi lễ nói. Dù sao Kim Việt Thiền sư cũng là một trưởng lão trong Thiên Uyên Thành, quan hệ với hắn cũng không tệ, không thể không cấp cho hắn chút mặt mũi. Thanh Long thượng nhân vừa thấy Kim Việt Thiền sư chạy tới, trong lòng hiển nhiên buông lỏng rất nhiều. Hắn biết rõ thần thông Hàn Lập đáng sợ ra sao hiển nhiên không muốn thật sự đánh nhau mới vừa rồi hắn bị hàn lập dùng lời nói chế giễu làm trò trước mặt hậu bối cho nên không thể không kiên trì làm ra bộ dáng mạnh mẽ lúc này hắn vô cùng khách khí ôm quyền nói với tăng nhân kim việt đạo hữu đến khi nào vậy thanh mỗ không kịp ra đón mong rằng đạo hữu không phiền lòng bần tăng thu được tin tức rằng hàn đạo hữu đã về thành liền lập tức chạy tới đây may mà tới kịp không thì thật sự gây ra đại sự bất quá trên đường tới đây ta cũng thông báo cho hai vị đạo hữu đang ở khác gần đây. Tính ra thì bọn họ cũng đã đến rồi mới đúng, đến lúc đó ba người chúng ta sẽ cùng hòa giải cho hai vị, thế nào? Dù sao hiện tại đại địch ma tộc đang ở bên ngoài, hai vị đều là tồn tại đỉnh dai trong thành, bần tăng thật sự không hy vọng xảy ra chuyện gì quá lớn ảnh hưởng đến an ổn trong thành. Cố đạo hữu người cảm thấy bần tăng nói thế có đúng không? Kim Việt thiền sư mỉm cười với hai người, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn ra cửa, thâm ý sâu sắc hỏi một câu. Kim Việt đạo hiếu, Lão Phu thật sự cảm ơn ngươi. Nếu không, đâu nguyên các này của Lão Phu sợ rằng không thể tồn tại nữa. Một chàng cười ha ha vang lên, ngoài cửa ba động, một đạo nhân ảnh màu xám không chút dấu hiện hiện ra. Đúng là một lão giả mặt đen khoác áo bảo xám, cố đạo Hữu hàn lập nhìn qua lão giả, nhận ra đây đúng là một tu sĩ họp thể sơ kỳ đã từng gặp mặt vài lần, các chủ đâu nguyên các. Hàn đạo Hữu chúc mừng ngươi bình yên trở về, Đạo hữu nhất định phải đến chỗ lão phu một chuyến. Hắc hắc, có thể bình yên thoát thân từ trong tay thánh tổ ma tộc nhất định phải cùng lão phu trò chuyện thật lâu." Hồi bào lão giả mỉm cười nói với Hàn Lập, lão giả này chỉ gặp Hàn Lập vài lần nhưng biểu hiện lại vô cùng nhiệt tình, phảng phất Hàn Lập là bạn tốt lâu năm mới gặp lại. "Cố huynh nói quá rồi, chỉ là hóa thân thánh tổ mà thôi, nếu thật sự là bản thể thánh tổ ma tộc phủ xuống thì tại hạ như thế nào có thể dễ dàng thoát thân được." Hàn Lập cười khổ một tiếng, mở miệng giải thích hai câu cho dù chỉ là hóa thân thánh tổ đối với tu sĩ hợp thể kỳ bình thường gặp phải mà nói thì đều cử tử nhất sinh hàn huynh có thể xuất hiện tại nơi đây cũng đã nói lên thần thông to lớn nhường nào hồi bào lão giả cuống quyết lắc đầu nói nghe đối phương nói thế hàn lập không tiện nói gì thêm mà chỉ cười cười ngược lại hướng kim việt thiền sư hỏi một câu kim việt đạo hữu nói rằng có hai đạo hữu đến hiện tại cố huynh đã tới không biết một đạo hữu khác là ai ha ha hàn đạo hữu yên tâm Vị đạo hữu kia đạo hữu cũng rất quen." Kim Việt Thiền sư cười nói, "Người quen, chẳng lẽ là?" Hàn Lập nghe vậy hít mắt lại, tâm niệm vừa chuyển, lập tức nghĩ tới điều gì đó. Trưởng lão trong cả Thiên Nguyên thành chỉ có mấy người, người mà hắn quen lại càng ít. Thanh Long thượng nhân vội ho một tiếng muốn mở miệng nói gì đó, nhưng đúng lúc này đột nhiên ngoài cửa chợt lóe ngân quang, một đạo ngân hồng bắn tới, sau khi xoay quanh một vòng trên không, liền hiện ra một nữ tử mặc ngân bào. Hàn huynh mấy năm không gặp tu vi huynh lại đại tăng, đúng là chuyện may mắn. Sau trận chị ến nọ ta cũng bị tôn giả ma tộc truy sát, trên đường gặp một chút phiền toái ngoài ý muốn, cũng vừa mới trở về thành không lâu. Nữ tử đúng là ngân quang tiên tử lúc trước đi cùng viện trợ ỷ thiên thành với hắn, vừa thấy hàn lập nàng lập tức mừng rỡ, nói. Hóa ra là ngân quang đạo hữu cũng vừa trở về, khó trách. Hàn lập nghe vậy liền ngẩn ra một lát, cũng lộ vẻ tươi cười. Tốt lắm, nếu hai vị đã tới chúng ta cùng nhau ngồi xuống bàn bạc một chút đi kim việt thiền sư sau khi niệm một tiếng phật hiệu liền nói ngồi xuống cùng ngồi với thanh long đạo hữu sao nếu như vậy thì không cần hàn mỗ không có hứng thú mất thời gian vào việc này hàn lập nghe kim việt thiền sư nói vậy sắc mặt trầm xuống lạnh như băng nói sắc mặt thanh long thượng nhân hiển nhiên cực kỳ khó coi khuôn mặt có chút vặn vẹo tốt tốt ngươi dám vỗ nhục lão phu trước lần độ kiếp kế tiếp cho dù lão phu tổn thương nguyên khí cũng phải đánh một trận với ngươi. Hắn bỗng nhiên lớn tiếng quát, ngươi nguyện ý như thế, hàn mỗ mong còn không được. Hàn lập nghe vậy, không chút do so dự tiếp lời, thanh quang ngoài thân trợt hiện, bộ dáng như sẽ lập tức động thủ. Hai vị đạo hữu chậm đã, trước hết nghe bần tăng nói một lời. Việc này có lẽ ngân quang đạo hữu còn chưa rõ nhưng ta và cố đạo hữu cũng biết một chút. Chỉ là lúc này bên ma tộc đột nhiên gia tăng thế công nên mới không rảnh điều giải việc này nói ra thì cũng khiến băng phượng đạo hiếu chịu không ít ủy khuất. Kim Việt thiền sư vội và ngăn giữa hai người, có chút xin lỗi nói với băng phượng. Việc này chỉ do một mình thanh long làm, không liên quan gì đến đại sư. Băng phượng ngay cả khi có chút bất mãn với đám người tăng nhân, nhưng trên mặt hiển nhiên không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn cung kính đáp. Không thể nói như vậy, bần tăng thân là một trong những trưởng lão thiên uyên thành, chuyện trở thành như vậy há có thể phủi sạch trách nhiệm. Bất quá, Thanh Long hiện đã là một trong số trưởng lão bổn thành, mong rằng Hàn huynh có thể cấp chút mặt mũi. Thanh Long thí chủ mặc dù trước đó có chút không đúng nhưng dù sao vẫn chưa thật sự tạo thành thương tổn với Băng Phượng đạo hữu. Không bằng để cho Thanh Long đạo hữu xuất một số linh thạch lớn, coi như là tạ lỗi với Băng Phượng tiên tử. Về phần số lượng linh thạch, Bần tăng cam đoan Băng Phượng đạo hữu sẽ hài lòng. Kim Việt thiền sư sau khi lắc đầu, vẻ mặt thành khẩn nói với hai người Hàn Lập. Đại sư cảm thấy Hàn mỗ thiếu chút linh thạch đó sao? Hàn Lập nghe vậy, nhướng mày nói. Hàn Đạo Hữu hiển nhiên sẽ không thiếu chút linh thạch đó nhưng số lượng linh thạch này đối với băng phượng Đạo Hữu thì không thể nói là ít được. Đương nhiên, nếu Đạo Hữu còn điều kiện gì thì cũng có thể nói ra. Kim Việt Thiền Sư thâm ý sâu sắc nói. Cố huynh, ngân quang Đạo Hữu, hai người thấy sao? Hàn Lập trầm ngâm một lát không trực tiếp trả lời mà ngược lại hỏi hai người khác một câu. Nguyên bổn chuyện này cố mỗ thật sự không muốn nhiều chuyện. Nhưng ma tộc đang ở trước mặt, ta cũng không muốn xuất hiện chuyện không hay. Tại hạ chỉ hy vọng hai vị đạo hữu có thể hóa giải hiểm khích. Cố lão giả ngáp một cái, có chút hàm hồ nói. Hàn lập thầm mắng một câu, lão hồ ly nhưng thần sắc lại lộ ra một bộ từ chối cho ý kiến, tiếp tục nhìn về phía ngân quang tiên tử. Thiếp thân mặc dù mới trở về không lâu nhưng đối với việc này cũng có nghe nói một chút, quả thực thanh long đạo hữu cũng có chút quá phận. Nhưng lúc này tu sĩ hợp thể kỳ trong thành không nhiều lắm, mỗi một người đều là chiến lực quan trọng chống cự ma tộc thật sự không nên xé to chuyện. Bất quá, chỉ bồi thường chút linh thạch thì đích xác không thỏa. Thanh Long đạo hữu nếu cảm thấy không ngại thì xuất ra một số tài liệu hoặc bảo vật mà băng phượng đạo hữu cần nữa là được. Ta nghĩ như vậy là ổn thỏa nhất. Ngân quang tiên tử suy nghĩ một chút, có vài phần thiên vị hàn lập, đề nghị nói. Hư, xem ra ba vị đều nhận định lỗi thuộc về tại hạ. Sắc mặt Thanh Long thượng nhân trầm xuống, không nhịn được hừ lạnh nói một câu. Có phải đạo hữu sai hay không thì ta nghĩ bản thân đạo hữu hiểu, hiểu rõ nhất. Chẳng lẽ Thanh Long đạo hữu xem ta giống như người thường, muốn đưa ra chứng cứ sao? Bất quá nếu thật sự muốn tìm người làm chứng, nơi này dường như có mấy vị. Sắc mặt Kim Việt Thiền sư có chút trầm xuống, sau khi nhìn lướt qua mấy người tiểu hồng, thần sắc vô cùng bình tĩnh, nói: "Đám người tiểu hồng vừa nghe nhắc tới mình, hai mặt nhìn nhau, một câu cũng không dám nói ra. Băng Phượng, ý ngươi thế nào?" hàn lập trầm ngâm đứng một hồi lâu mới quay đầu lại ngưng trọng hỏi băng phượng một câu nếu các vị tiền bối đã ra mặt thì thiếp thân cũng không tiện nói thêm gì tất cả đều do hàn huynh làm chủ nữ tử này rất thức thời nói nếu như vậy không nói đến số linh thạch và bảo vật kia ta còn có một điều kiện nếu hắn đồng ý thì việc này tạm thời bỏ qua hàn lập hít mắt lại sau khi tự định giá một hồi mới chậm rãi nói điều kiện gì hàn đạo hữu không ngại nói ra xem Kim Việt Thiền sư hiếu kỳ, hỏi một câu, rất đơn giản, không cần linh thạch và bảo vật, Hàn Mỗ ngay cả khi không tính là thân gia xa xỉ nhưng chút đồ ấy cũng không thiếu. Thanh Long đạo hữu nếu có thể không né tránh đỡ của ta ba chiêu thì mọi việc trước đây coi như chưa xảy ra. Trên mặt Hàn Lập chợt lóe sát khí, nói: "Cái gì? Hàn huynh vẫn muốn động thủ?" Kim Việt Thiền sư hơi kinh hãi, thất thanh nói: "Chỉ là tiếp ba lần công kích của Tại Hạ mà thôi, không tính là động thủ." đại sư có thể nói là luận bàn thần thông thì cũng không quá. Hàn Lập thản nhiên nói một câu, Thanh Long đạo hữu, ý ngươi thế nào? Kim Việt thiền sư thấp giọng thương lượng với hai người ngân quang tiên tử vài câu sau đó quay đầu hỏi Thanh Long thượng nhân. Đỡ ba chỉ yêu của ngươi, được phép dùng bảo vật, Thanh Long thượng nhân sau khi hơi do dự, cẩn thận hỏi một câu. Tu sĩ chúng ta thần thông hơn phân nửa đều dựa vào bảo vật, tự nhiên là vật dụng không thể thiếu. Như thế nào, đạo hữu và tại hạ tu vi không chênh lệch nhiều lắm, chẳng lẽ ngay cả đỡ ba chỉ yêu của tại hạ cũng không làm được sao? Hàn lập lạnh lùng nói, trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia châm chọc. Hừ, người không cần khích tướng, bổn tọa đáp ứng điều kiện này. Sắc mặt thanh long thượng nhân sau khi âm tình bất định một lát, rốt cục hừ lạnh một tiếng, đồng ý nói. Theo như lời Hàn lập nói, bản thân là tu sĩ cùng giai, nếu ngay cả can đảm đỡ ba chiêu mà cũng không có thì chỉ sợ là hắn cũng không có mặt mũi nào đặt chân ở thiên uyên thành được nữa. Tốt lắm, nếu Thanh Long đạo hiếu đã không có ý kiến gì nữa, chúng ta liền tìm một nơi luận bàn, các hạ cũng không muốn chỉ hoãn việc này chứ. Hai mắt hàn lập chợt lóe hàn quang, lập tức âm u nói. Nếu bổn tỏa đã đồng ý, sớm tỉ thí cũng không sao. Ngươi chọn địa điểm đi. Thanh Long thượng nhân sau khi đáp ứng điều kiện của hàn lập thần sắc có vẻ cực kỳ lanh lợi, không suy nghĩ thêm liền trả lời ngay lập tức.